Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 10. Tại biệt thự Lục Nhân. Lạc Ly đã trở về Võ Minh rồi, cô Trách Mẩm cũng chỉ ở nhà được có 3 ngày, bởi vì công việc thực sự rất bận rộn, Lục Vân cũng cảm thấy rất tiếc về điều đó. Bởi vì đến tận tới lúc cô rời đi rồi mà hẳn vẫn chưa cứu vãn lại được hình tượng vỡ vụn trong lòng của chị Bảy, xem ra đợi sau này hẳn chỉ đành dành ra chút thời gian để đi tới căn cứ địa Võ Minh một chuyến để bổ túc cho cô một bài giải về hắn. Cùng lúc đó, ở trong phòng, Lục Vân đang giảng giải đầy đủ về mọi việc cơ bản của một tu luyện giả, đương nhiên những điều này cũng đều là những nội dung mà trước đó sư phụ đã từng nói cho hắn biết. Hệ thống tuần tự của tu luyện giả hoàn toàn khác so với tu võ giả, đẳng cấp đương nhiên cũng hoàn toàn khác biệt, cảnh giới tu luyện giả được phân thành 9 cấp. Đó lần lượt là Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh và cuối cùng là Hóa Thần. Chỉ cần đạt tới cấp 5 thôi là có sức mạnh sánh ngang với trình độ tông sư hóa cảnh của tu võ giả, nhưng nguyên nhân là do lượng linh khí của thế giới trước kia quá là loãng cho nên muốn luyện khí đạt được tới cấp 5 thôi cũng là một chuyện khó như lên trời. Đây cũng chính là sự khó khăn mà trước mắt các tu luyện giả phải đối diện, và cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho các tu luyện giả ngày càng ít đi, bởi điều kiện để trở thành một tu luyện giả thực sự quá khốc liệt. Dựa theo những gì đạo sĩ sư phụ kia nói, thì tạm tính tới thời điểm hiện giờ, cũng chỉ có mấy người tu luyện giả đạt cảnh giới cao nhất là Kim Đan Kỳ mà thôi, hơn nữa họ cũng toàn mà mấy lão yêu quái cả trăm tuổi không bao giờ chịu ló mặt ra ngoài. Lúc đó Lục Vân đã từng hỏi sư phụ mình là nếu như nói cấp cao nhất là Kim Đan Kỳ, vậy tại sao người lại có thể biết được những cảnh giới sau đó nữa, không phải người đã nói Kim Đan Kỳ là cảnh giới đỉnh cao nhất của tu luyện giả sao? Sư phụ đạo sĩ lại làm ra vẻ thiên cơ không thể tiết lộ mà nói là đây là một bí mật, rồi bảo đợi sau này khi hẳn tu luyện được đến đó thì tự khắc sẽ biết. Còn những huyền bí thâm sâu trong đó thì lão sư phụ đạo sĩ chỉ cười cười mà không nói, chỉ nói là nếu hẳn đi được tới lúc đó thì mọi chuyện tự nhiên sẽ được sáng tỏ. Cái vẻ thần bí của lão sư phụ cũng khiến hắn tò mò đến điên. Ngay trong ngày hôm đó Lục Vân đã lôi toàn bộ những cuốn Đông Dương Quốc Họa mà lão sư phụ mình cất giấu kỹ lưỡng ra để tìm tòi, lần chơi ngu đó đã khiến hẳn bị đánh cho như tử. Sau khi được giảng giải chi tiết về tu huyện giả xong, Liễu Yên Nhi chợt chớp chớp đôi mắt hẹp dài y như hồ ly đầy câu dẫn của mình, hỏi. Vậy tiểu Lục Vân giờ đã luyện tới cảnh giới nào rồi? Lục Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên cười một cách xấu xa nói. Chị đoán xem. Hừ, không nói thì thôi, làm như người ta cần biết lắm ấy. Liễu Yên Nhi nghiêng đầu, trên mặt đầy sự tò mò ấm ức, Lục Vân nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy thì rất buồn cười, bây giờ hẳn cũng được trải nghiệm sự thích thú của lão sư phụ đạo sĩ của mình rồi. Chị Yên Nhi à, lên giường nằm đi, em sẽ truyền lực bổ trợ cho chị tu luyện. Một lát sau đột nhiên Lục Vân lên tiếng nói. Nghe thấy vậy, Liễu Yên Nhi quả nhiên đã tháo xuống khuôn mặt đầy hậm hực kia. Đôi mắt xinh đẹp léo lên vẻ tham lam. Còn có vụ bổ trợ nữa cơ à? Đương nhiên là có thể rồi, chân khí của chị và em cùng chảy ra từ một nguồn, chỉ cần em đưa cánh tay lên ép vào người chị, sau đó đợi khi em truyền toàn bộ chân khí vào. Người chị rồi thì sẽ có thể giúp cho chân khí của chị sinh ra dòng chảy chung, đương nhiên em sẽ khống chế lượng chân khí của mình sao cho thích hợp nhất, bởi vì kinh mạch của chị hiện giờ vẫn còn rất yếu, chắc chắn không thể gánh nổi luồng chân khí lưu động quá mạnh. Lục Vân không hề để tâm mà cứ ngang nhiên nói chuyện bí mật là hai người họ có cùng chung gốc luồng chân khí này ra ngoài, nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì dù sao Liễu Yên Nhi đối với việc tu luyện mà nói, cũng chỉ là một tờ giấy trắng, thậm chí còn chẳng biết lồng chân khí cùng chung một nguồn là đang nói cái gì. Đương nhiên, Lục Vân cũng không phải tùy tiện rút ra rồi lấy vào luồng chân khí trong cơ thể cô một cách dễ dàng, bởi vì hiện tại Liễu Yên Nhi mới chỉ đang chập chững ở giai đoạn nền móng thôi. Vậy cho nên mỗi một luồng chân khí đối với cô mà nói đều vô cùng quan trọng. Chỉ đành đợi sau này cảnh giới tăng lên phần nào, có thể ngưng luyện ra chân khí, đến lúc đó nếu hẳn muốn động vào chân khí của Liễu Yên Nhi thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô, vì dù rút ra thì rất nhanh sau đó cô vẫn có thể tự bổ sung lại chân khí của mình như ban đầu. Được, được chứ, tên nhóc thối kia, mau bổ trợ tu luyện cho chị nhóc đi. Đúng như những gì hắn nghĩ, Liễu Yên Nhi quả nhiên không nghĩ gì nhiều hết. Cô vừa nghe thấy có thể bổ trợ tu luyện là lập tức chạy nhanh đến giường nằm xuống. Mặt Lục Vân tối sầm lại rồi nói. Nếu như hiện giờ chị đã bái em làm sư rồi thì phải gọi em một tiếng sư phụ, không được gọi em là tên nhóc thối nữa.
Tức quá, đều là do chị bảy, làm hỏng hình tượng đẹp đẽ của hắn cũng đành đi, đằng này lại còn đặt một cái danh chẳng phù hợp với khí chất của hắn tẹo nào, đúng là quá đáng thôi rồi. Chị biết rồi nhé tên nhóc thối, nếu như em không muốn chị cứ gọi em là tên nhóc thối thì chị sẽ không gọi em là tên nhóc này nọ nữa. À vừa nãy em bảo chị phải gọi em là gì ấy nhỉ? Sư, a ha ha, chị gọi gì cũng được, chỉ cần chị Yên Nhi vui là em vui rồi. Ngoan thế không biết. Liễu Yên Nhi thu lại nằm đấm màu hồng nhạt xinh đẹp đang giơ trước mặt Lục Vân lại, sau đó cô ngồi trên giường, tiện tay còn xé toạc luôn mấy cái lỗ đã rách từ lúc nào trên đôi tất da chân đen đầy gợi cảm, để lộ ra hai bắp chân trắng mịn như ngọc. Thấy cô cứ thế ở đấy xé tất, Lục Vân cuối cùng không thể nhịn nổi nữa mà nói. Chị Yên Nhi à, chỉ là tu luyện mà thôi, khi không chị đi xé tất làm cái gì? Liên quan đến em à, chị đây cứ thích xé đấy, bớt lắm chuyện đi. Lục Vân thầm thở dài một tiếng, sau đó chỉ đành đi ra đằng sau Liễu Yên Nhi, hẳn xếp gối quỳ xuống, bàn tay đặt lên chiếc lụa ân ngọc ngà với chiếc váy lót đầy mát mẻ khêu gợi. Hở, chỗ này của chị có một sợi dây gì đó vướng tay em rồi, nó ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nói xong, Lục Vân nắm chặt sợi dây đó kéo lên, sau đó nghe thấy âm thanh duẹt tuẹt. Lúc này chiếc váy hai dây mát mẻ của Liễu Yên Nhi bị nới lỏng rũ xuống về trước đi rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nửa giờ sau, Liễu Yên Nhi cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, chiếc váy hai dây trên người cũng bị mồ hôi dịn ra ướt đẫm. Đây là hậu quả do Lục Vân dùng lòng bàn tay mình truyền từng luồng năng lượng nhiệt nóng rực vào trong người cô. Cảm giác của cô lúc này giống như tất cả lỗ chân lông trên người đều bị giãn nở ra vậy. Giây phút Lục Vân nhấc tay của mình ra khỏi chiếc lưng trắng ngần của cô, Liễu Yên Nhi không nhịn nổi nữa mà rên lên một tiếng, dáng vẻ vô cùng lưu luyến không rời, cũng vì thế mà lúc xong xuôi cô quay người lại đã lộ ra vẻ đầy yếu ớt mà chạm mắt Lục Vân. Lục Vân nói, hôm nay cứ tạm thế đã, nếu còn truyền tiếp chỉ sợ kinh mạch của chị không gánh nổi, sẽ xảy ra chuyện, rồi. Bỗng nhiên hắn ngừng lại không nói nữa, giống như nhận ra điều gì đó, lúc này chỉ thấy hơi thở của Liễu Yên Nhi càng lúc càng nặng nề, ánh mắt cũng càng ngày càng sai sai. Trong lòng Lục Vân kinh hãi tột độ. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của việc bổ trợ tu luyện sao? Cái kiểu này giống như lúc bác sĩ tâm lý trị liệu cho nữ bệnh nhân của mình, trong quá trình chữa bệnh đó, người bệnh nhân nữ ấy sẽ sinh ra một sự ỷ lại và quyến luyến người bác sĩ đó, trường hợp này cũng tương tự như vậy. Nếu cứ thế này cũng không hay cho lắm. Nhìn thấy đôi mắt ngậm nước đầy mê muội của Liễu Yên Nhi, Lục Vân giật mình thon thót, hắn nhanh chóng ôm lấy cô vào trong phòng tắm. Rào rào. Tiếng nước lạch xối từ trên đầu xối xuống, khiến cho quần áo cũng phải ướt nhẹp, biết là vậy nhưng cách này chính là cách hiệu quả nhất trong lúc này. Lục Vân bế Liễu Yên Nhi đặt xuống rồi nói. Chị Yên Nhi à, chị tắm rửa sạch sẽ lớp mồ hôi này đi nhé. Em ra ngoài lấy quần áo vào cho chị. Vừa dứt lời, Hà đã chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió. Xem ra cái chuyện bổ trợ tu luyện kiểu vầy về sau nên ít làm đi thì hơn, thật sự không ngờ tác dụng phụ của nó lại nghiêm trọng đến vậy. Đầu tiên, Lục Vân nhanh chóng đi tìm một bộ độ nhẹ nhàng thoáng mát để bản thân thay xong đó, sau đó lại chạy tới phòng của Liễu Yên Nhi tìm một bộ đồ mặc ở nhà sau đó mang đến đưa cho cô trong phòng tắm. Liễu Yên Nhi tắm rửa xong xuôi và trở về phòng ngủ. Còn Lục Vân thì ngồi đó xem tỉ vi mà đầu óc thì cứ trên mây, chẳng biết bên trên chiếu nội dung gì. Đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài sân truyền đến tiếng đỗ xe, hắn đi ra ngoài nhìn thì đột nhiên thấy một bóng hình xinh đẹp yêu kiều đang chạy nhanh về phía hắn. Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành đầy rạng rỡ vui vẻ chạy đến trước mặt Lục Vân, chỉ một giây tiếp theo thôi, cô bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì cô thấy trên chiếc cổ dài của Lục Vân có một dấu môi đỏ rực. Dấu môi này là do vừa nấy bất cẩn quệt phải, vừa nấy tắm cũng qua loa đại khái cho nên không kỳ cọ kỹ càng mới để lại dấu vết này. Thế là, Diệp Khuynh Thành đã nổi giận. Em hay lắm đó tiểu Lục Vân, quả nhiên là đã thừa dịp chị. Không có thời gian để ý tới mà đi dây dưa với Liễu Yên Nhi, để xem chị xử em như thế nào. Diệp Khuynh Thành nói lật mặt liền lật mặt ngay. Dây trước còn tươi cười hớn hở, dây sau lại lạnh lùng băng giá, cô dùng lực véo tai của Lục Vân, của măng không thôi. Lục Vân cầu xin tha thứ nói rằng, xin chị Khuynh Thành tha cho em đi, chuyện không như những gì chị tưởng tượng đâu, em không có phát sinh chuyện gì với chị Yên Nhi cả.
Của mà sao chị lại không nghi ngờ vết son này là của chị hai chứ? Lâm Thanh Đàn chẳng bao giờ bôi cái màu son chói mắt như vậy đâu nhé, chắc chắn là son của Liễu Yên Nhi, bây giờ. Chị sẽ đi tìm Liễu Yên Nhi nói cho ra chuyện. Diệp Khuynh Thành cứ thế khí thế hùng hùng như giết người đến nơi phóng đến phòng của Liễu Yên Nhi. Hóa ra chỉ khi Khuynh Thành ở cùng mọi người mới có thể để lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu thế này. Trên chiếc xe cách đó không xa, Diệp Hướng Vinh đầy lòng nặng trĩu mà nói. Hôm nay cũng do ông ta chở Diệp Khuynh Thành về đây. Lục Vân cũng thu lại vẻ nhởn nhơ trước đó, lúc này hắn đầy lạnh nhạt nói với Diệp Hướng Vinh. Nếu ông đã biết vậy thì tôi cũng không cần nói nhiều làm gì nữa. Ha ha, Lục Vân, cậu không cần phải đầy địch ý với tôi vậy đâu, hôm nay tôi đến đây thực sự muốn chân thành xin lỗi cậu. Diệp Hướng Vinh cười gượng hai tiếng rồi nói vậy. Xin lỗi á. Lục Vân đầy vẻ khó chịu mà quét mắt nhìn vào trong xe. Bà Khương Lam đâu, bà ấy không đến. Diệp Hướng Vinh cười đầy vẻ khó xử, ngay sau đó giải thích nói rằng. Nhưng chắc cậu cũng cảm nhận được thái độ của Khương Lam đối với cậu thực cũng có sự thay đổi rồi mà, trong lòng bà ấy cũng bắt đầu có sự hối cải rồi, chỉ là cứng miệng chưa chịu xuống nước xin lỗi cậu thôi. Vậy chờ đến khi nào bà ta hết cứng miệng thì chúng ta nói chuyện sau đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Vân, trong lòng Diệp Hướng Vinh càng chua xót, biết là trước đó bọn họ tổn thương Lục Vân quá nhiều, khó trách thái độ của hắn lại như vậy. Thật ra trước kia Khương Lam không phải như thế, tình huống của bà ấy cũng tương tự như Khuynh Thành. Bà ấy xuất thân từ Khương gia Kim Lăng, là gia tộc có được tu võ giả, lúc ấy Khương gia sắp xếp một cuộc liên hôn, muốn gả bà ấy cho một gia tộc tu võ giả khác, nhưng bà ấy lại theo tôi. Diệp Hướng Vinh mặc kệ Lục Vân có nghe hay không, chỉ lo kể lại câu chuyện giữa mình và Khương Lam. Khương Lam xuất thân từ gia tộc tu võ giả, lại vì Diệp Hướng Vinh mà từ chối liên hôn, đây cũng là nguyên nhân khiến bà ta cắt đứt với Khương gia Kim Lăng. Theo lý thuyết Khương Lam từng có quá khứ như vậy thì phải càng lý giải tâm tình của Diệp Khuynh Thành mới đúng, nhưng thái độ cứng dần lúc này của bà lại khác gì Khương gia buộc bà liên hôn năm đó. Xuất hiện tình huống này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Khương Lam hối hận đã gả cho Diệp Hướng Vinh. Thật ra từ khi Khương Lam gả đến tỉnh Giang Nam, Diệp Hướng Vinh vẫn luôn rất tốt với bà, hơn nữa Diệp gia lại là hào môn, sinh hoạt vật chất rất giàu có, vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở phương diện khác. Còn là phương diện nào thì Diệp Hướng Vinh không nói, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lục Vân lại liếc nhìn ông ta và nói, là bệnh khó nói kia đúng không? Bệnh khó nói, nghe thấy lời này. Diệp Hướng Vinh đột nhiên run lên, lại nhìn về phía Lục Vân, lập tức hiểu ra ý hẳn, ông ta kinh ngạc nói cậu. Cậu nhìn ra vấn đề trên người tôi sao? Lục Vân gật đầu nói, lần đầu tiên ông tới đây thì tôi đã nhìn ra, chỉ là khi đó ông bày ra bộ dạng tự cao tự đại, làm tôi rất khó chịu, cho nên lười nói mà thôi. Nghe vậy, Diệp Hướng Vinh lập tức run lên, trong lòng đầy sóng to gió lớn. Quả thật như Lục Vân đã nói. Ông ta đã mắc bệnh khó nói mười mấy năm. Nguyên nhân là vào buổi tối ngày nọ, khi ông A và Khương Lam chuẩn bị sinh hoạt vợ chồng thì ngoài cửa sổ đột nhiên nhảy vào một con mèo hoang, Diệp Hướng Vinh bị dọa sợ nên từ đó không cứng lên được. Diệp Hướng Vinh từng lén tìm đến rất nhiều danh y ở kinh thành để khám, nhưng vẫn không chữa khỏi, dần dần cũng từ bỏ trị liệu, giữ kín bí mật này. Dù sao tin tức người cầm quyền của Diệp gia tỉnh Giang Nam mắc căn bệnh này mà bị truyền ra thì tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của người khác. Tình cảm của Khương Lam đối với Diệp Hướng Vinh chưa bao giờ thay đổi, nhưng tình cảm vững chắc đến mấy thì sau nhiều năm không được giải quyết sinh lý cũng sẽ sinh ra oán giận, đặc biệt là tới độ tuổi như hổ như sói của Khương Lam. Bà thường xuyên nghĩ, nếu lúc trước gả cho tu võ giả kia, lấy sức khỏe của tu võ giả thì chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề này. Đây là nguyên nhân Khương Lam hối hận, nhưng bà không nói rõ, là Diệp Hướng Vinh thông qua. Thái độ của bà đối với con gái mà tự ngẫm nghĩ ra, trong lòng lập tức bị đả kích trầm trọng. Lúc này nghe thấy Lục Vân chỉ ra bệnh của mình, sự khiếp sợ trong lòng Diệp Hướng Vinh lên tới tột độ. Lục Vân, nếu cậu có thể nhìn ra bệnh khó nói của tôi, vậy. Diệp Hướng Vinh vô cùng bức thiết mà nhìn Lục Vân. Lục Vân khẽ cười một tiếng và nói, ông muốn hỏi tôi. Có thể chữa khỏi bệnh khó nói kia không phải không? Tôi có thể khẳng định cho ông là được, cái này hoàn toàn không phải vấn đề khó đối với tôi. Ầm ầm. Trong lòng Diệp Hướng Vinh như bị một cây búa tạ đập. Mạnh vào, linh hồn như bị lay động.
Có thể trị được, thật sự có thể trị được. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến Lục Vân lại nói có thể chữa khỏi bệnh của mình, hơn nữa còn nói hoàn toàn không phải vấn đề khó. Chuyện này thật sự là niềm vui tột độ đối với Diệp Hướng Vinh Hy. Từ năm đó tìm bác sĩ trị bệnh không có kết quả, Diệp Hướng Vinh đã hoàn toàn từ bỏ, cho nên dù lần trước nghe nói Giang Thành xuất hiện một vị thần y, ông ta cũng không ôm hy vọng nào cả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thần y kia, cũng chính là Lục Vân, chỉ liếc một cái liền nhìn ra bệnh của ông ta, hơn nữa còn nói có thể trị được. Sao Diệp Hướng Vinh có thể không kích động? Đời này chưa bao giờ kích động đến như vậy. Lục Vân lại lạnh nhạt liếc ông ta một cái và nói, ông đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ nói có thể trị bệnh khó nói của ông, nhưng tôi không nói sẽ trị cho. Lục Vân, không đúng, Lục thần y, mọi chuyện trước kia đều là tôi không đúng, cậu muốn trách tôi thế nào cũng được, nhưng xin cậu hãy cho tôi cơ hội hối cải để làm lại từ đầu. Diệp Hướng Vinh rất cấp bách, thấy Lục Vân vẫn thờ ơ, ông ta lại vội nói, chỉ cần cậu có thể trị khỏi bệnh của tôi thì bao nhiêu tiền tôi cũng chịu trả, đúng. Cho dù là tặng một nửa sản nghiệp của Diệp gia cho cậu cũng được. Ông ta chân thành nhìn Lục Vân, chờ mong Lục Vân trả lời, lại nghe Lục Vân lắc lắc đầu mà nói, ông cảm thấy tôi thiếu tiền sao? Diệp Hướng Vinh ngẩn ra. Sau đó ông ta phản ứng lại, đúng vậy, người trước mắt không chỉ là Vân Lộc Đại Sư, hơn nữa còn là thần y, tùy tiện vung tay là có thể lấy ra một phần công thức chế tạo mặt nạ thần kỳ đến mức kinh sợ thế nhân, hẳn thiếu tiền sao? Hiển nhiên là không. Đừng nói một nửa sản nghiệp của Diệp gia, cho dù giao ra toàn bộ Diệp gia thì ha cũng chưa chắc nhìn chúng. Sơ suất quá. Diệp Hướng Vinh thầm nôn nóng, thật sự không nghĩ ra mình có thể cho Lục Vân cái gì, ông ta đột nhiên nảy ra một ý, lập tức nói, đúng rồi, Lục Vân, Lục thần y, cậu nể mặt tôi là cha của Khuynh Thành, cho tôi một cơ hội đi. Lời này vừa vang lên, quả nhiên nhìn thấy Lục Vân lâm vào trầm tư. Có hy vọng. Diệp Hướng Vinh mừng rỡ, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi điện thoại cho Khương Lam và nói, phu nhân, bà mau đến Giang Thành một chuyến, Lục Vân, không đúng, là Lục thân y nói cậu ấy có thể chữa khỏi bệnh của tôi. Lúc này Khương Lam còn ở Diệp gia tỉnh thành, bà đã sớm thay đổi cách nhìn đối với Lục Vân, chỉ là không xuống nước được nên không đi theo tới Giang Thành, lúc này nghe thấy Diệp Hướng Vinh nói vậy thì lập tức lại cạch một tiếng, di động của bà rơi xuống đất. Căn bệnh khó nói của chồng bà có thể trị được, rốt cuộc mình không cần hư không tịch mịch lạnh lẽo một mình nữa sao? Hốc me Khương Lam đã ươn ướt, vội gọi tài xế tới và nói, mau. Mau đưa tôi đến Giang Thành, tôi có việc gấp. Khi Khương Lam chạy tới biệt thự Lục Nhân thì Lục Vân đang ngồi trong phòng khách xem TV, mà Diệp Hướng Vinh lại đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Diệp Khuynh Thành thấy tình cảnh này thì vẻ mặt muốn quái lạ bao nhiêu có quái lạ bấy nhiêu. Rốt cuộc cha mình làm sao vậy? Cho dù đã biết tiểu Lục Vân là nhân vật ghê gớm, nhưng cũng không cần thiết ăn nói khép nép đứng bên cạnh bưng trà đổ nước như vậy mới đúng. Cha là người cầm quyền của Diệp gia đấy. Nhìn thấy Khương Lam vào cửa, Diệp Khuynh Thành đột nhiên giật mình, cô biết với tính cách cứng rắn của Khương Lam, nếu nhìn thấy dáng vẻ của cha thì nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng, nằm ngoài dự đoán của Diệp Khuynh Thành chính là, Khương Lam vào cửa không những không quở trách Diệp Hướng Vinh, ngược lại còn chủ động chạy tới đổ một ly trà rồi đưa cho Lục Vân, cười làm lành và nói, Lục Vân, con dề cưng của mẹ, trước kia đều là mẹ sai, trách mẹ có mắt không tròng, con đừng để ý. Diệp Khuynh Thành đột nhiên mở to đôi mắt. Hôm nay rốt cuộc cha mẹ làm sao vậy? Hành vi của cha khác thường còn chưa tính, sao cả mẹ cũng như thay đổi thành người khác, thậm chí còn quá đáng hơn cả cha, còn mở miệng nói một câu con dề cưng của mẹ. Tiểu Lục Vân trở thành chồng cô từ khi nào? Diệp Khuynh Thành không thể tin nổi, đi đến phía sau Lục. Vân chuẩn bị nhéo tai hắn, hỏi một câu, có phải em rót canh mê hồn gì cho cha mẹ chị hay không? Ai ngờ tay vừa vói qua, lại đột nhiên nghe thấy hai tiếng hét phẫn nộ cùng vang lên. Diệp Hướng Vinh, không được vô lễ với Lục Thần Y. Khương Lam, không được vô lễ với Lục Thần Y. Diệp Khuynh Thành ngơ cả ra. Nghi ngờ không ngừng nhìn đảo qua ba người, hoàn toàn không hiểu ra sao. Chẳng lẽ ba người này đang diễn kịch ở chỗ này? Nhìn cũng không giống, lấy tính cách của mẹ, không hạ thấp tiểu Lục Vân đã không tồi, sao có thể nhàm chán đến mức diễn kịch với hẳn như vậy? Diệp Khuynh Thành còn tưởng rằng mình xuyên đến thế giới song song có một gia đình hài hòa, thật là một đám người quái quái lạ lạ. Lúc này Khương Lam nói, con rể ngoan của mẹ,
con xem chúng ta đều là người một nhà, con cũng không đành lòng nhìn cha vợ như vậy. Đúng không? Lục Vân cố gắng nhịn cười mà nói, bác Khương, sao bác? Lại nói vậy, chị Khuynh Thành là chị chứ không phải vợ tôi, sao các người lại đột nhiên trở thành cha mẹ vợ của tôi được? Con rể, con nói vậy là khách sáo quá, cha mẹ đều nhìn ra chuyện giữa con và Khuynh Thành, chỉ là sớm hay muộn thôi. Khương Lam nói. Lục Vân lộ ra vẻ uể oải mà nói, ai, vẫn là bác Khương lợi hại, liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư của cháu, nhưng cái này không phải do một mình cháu nói là tính được. Khương Lam lập tức hiểu ra ý của hẳn, quay đầu hỏi Diệp Khuynh Thành, Khuynh Thành, nói cho mẹ có phải con thích Lục Vân hay không? À! Diệp Khuynh Thành đang không hiểu tại sao cha mẹ đột nhiên như thay đổi thành một người khác, nghe thấy Khương Lam hỏi vậy thì lập tức sửng sốt, vội trả lời, đương nhiên là con thích tiểu Lục Vân, bởi vì cậu ấy là em của con ồ. Thật sự chỉ đơn giản là em trai à? Khương Lam tiếp tục hỏi. Đương, Diệp Khuynh Thành muốn nói, đương nhiên, nhưng chữ nhiên, còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã đối diện với ánh mắt chất vấn của Khương Lam, trái tim lập tức rối loạn. Sao cô có thể không thích Lục Vân chứ? Không thích Lục Vân thì tại sao khi nhìn thấy Lục Vân mập mờ với đám chị em thì trong lòng lại chua lòng? Con! Nữ giám đốc Diệp Khuynh Thành ngày thường cao ngạo bá đạo lúc này giống như cô gái bị vạch trần tâm sự, nói cũng nói không rõ, gương mặt đỏ bừng, trộm ngắm Lục Vân một cái, phát hiện hắn đang mang vẻ mặt hài hước nhìn mình. Trong lòng cô càng xấu hổ. Kết quả chính là, cô thẹn quá thành giận xông lên đè Lục Vân xuống hành hung, vợ chồng Diệp Hướng Vinh kéo lại thế. Nào cũng không được. Mau nói, rốt cuộc em đã làm gì cha mẹ chị? Ai? Diệp Khuynh Thành nắm gối ôm lên đập một trận vào Lục Vân, một mặt là thật sự không biết cha mẹ đã xảy ra chuyện gì, mặt khác lại mượn hành động này để che giấu ngượng ngùng trong lòng. Dù sao người ta cũng là nữ thần cao ngạo. Cho dù muốn chị thừa nhận thích em cũng không sao, nhưng em không thể dùng vẻ mặt hài hước như vậy nhìn chị, làm chị thật mất mặt biết không hả? Cho nên hôm nay phải lập lại địa vị trong cái gia đình này. Diệp Khuynh Thành chút giận chừng 2 phút mới ngừng lại được, cuối cùng còn không quên nhéo mạnh vào eo Lục Vân một cái, tiếp theo đỏ mặt mà trở về phòng mình, dùng chăn che đầu lại. Lục Vân! Em chưa nói gì cả, sao tự nhiên lại bị ăn một trận đòn thế này? Diệp Hướng Vinh cười gượng mà nói la hả, hai vợ chồng là như vậy, cãi nhau ầm mới là cuộc sống, bác với bác gái của cháu cũng như vậy. Chát! Khương Lam tát một cái lên đầu ông ta, cả giận quát cái gì mà bác gái? Ha ha, Diệp Hướng Vinh vội vàng cười xấu hổ, sửa miệng nói, cha với mẹ của con cũng như vậy, đánh là yêu mắng là thương, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, vậy mới là vợ chồng. Lần đầu tiên Lục Vân phát hiện đôi vợ chồng này cũng có điểm đáng yêu. Được rồi, tuy rằng một vài hành vi trước đó của hai người làm tôi cảm thấy thực khó chịu, nhưng biểu hiện hôm nay của hai bác cũng không tệ, tôi rất vừa lòng. Lục Vân nói. Khương Lam kích động nói, thật không? Mẹ biết con rể không phải người ý chí sắt đá, vậy bệnh của cha vợ con. Lục Vân quái lạ mà nhìn bà ta một cái, hình như bác gái rất vội. Nào có, đừng nói bừa. Người đàn bà nổi danh xinh đẹp khép tỉnh Giang Nam hơi đỏ mặt, lại có một loại quyến rũ khác lạ, quả thật là gừng càng già càng cay, vẫn còn sức hút, cực phẩm trong các thiếu phụ. Lục Vân nói, tôi có thể giúp bác Diệp trị liệu, nhưng không phải hiện tại, tôi cần chút thời gian chuẩn bị dược liệu. Nhiều nhất không quá 3 tháng là có thể giúp bác Diệp khôi phục như lúc ban đầu, mạnh như rồng như hổ. Được. Đùng một tiếng, Diệp Hướng Vinh trực tiếp bóp nát chén trà, đã gấp không chờ nổi muốn chờ đến ngày đó. Khương Lam lại thầm thở dài, ai, còn phải nhịn thêm 3 tháng. Thôi, dù sao cũng chờ được mười mấy năm rồi, không cần để bụng 3 tháng này. Nhìn quý bà đã từng cao ngạo ngông cuồng trước mặt mình, Lục Vân lộ ra nụ cười rất thâm sâu. Thật ra muốn chữa khỏi bệnh của Diệp Hướng Vinh, hắn chỉ cần châm cứu vài lần là được, nhưng Lục Vân không làm như vậy, mà muốn Khương Lam nếm thử cuộc sống dày vò phải đếm từng ngày trôi qua. Ai bảo lúc trước bà xem thường tôi? Sau một khoảng thời gian, vợ chồng Diệp Hướng Vinh luôn luôn muốn đến biệt thự Lục Nhân một chuyến, để ân cần chào hỏi Lục Vân bằng nhiều cách khác nhau, điều này khiến Diệp Khuynh Thành rất chán nản, càng cảm thấy Lục Vân đã cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì. Không chỉ Diệp Khuynh Thành, mà ngay cả Lâm Thanh Đàn và Liễu Yên Nhi cũng cảm thấy phiền phức, bọn họ đã thấy Khương Lam cười rất nhiều lần, bóp vai giúp Lục Vân, bóp chân cho hẳn, giống như một người hầu.
rốt cuộc Tiểu Lục Vân đã làm gì để thuyết phục người phụ nữ kiêu ngạo và xinh đẹp này? Câu trả lời luôn luôn là bí mật. Bởi vì Lục Vân không bao giờ thích lấy bệnh tật của bệnh nhân ra chơi đùa, mà vợ chồng Diệp Hướng Vinh thì càng không khả năng tự vạch áo cho người xem lưng. Thời gian dần trôi qua. Các chị em không còn ngạc nhiên trước hành vi bất thường của vợ chồng Diệp Hướng Vinh nữa. Diệp Khuynh Thành không để ý tới mấy chuyện này nữa, mặc cho ba người kỳ quái này tự sinh tự diệt. Sau khi thông suốt, cô lại đâm đầu vào tập đoàn Khuynh Thành, để chuẩn bị cho việc thành lập công ty chi nhánh sau này. Euro ó vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng chỉ vài ngày trước khi thành lập chi nhánh, Diệp Khuynh Thành đột nhiên vội vàng tìm Lục Vân, nói cho hắn biết, Quách Anh đã xảy ra chuyện. Quách Anh là người phụ trách bộ phận AD của tập đoàn Khuynh Thành, kể từ khi được nhận vào làm, cô ấy đã làm việc tận tâm, chưa bao giờ chậm trễ công việc, nhưng hôm nay cô ấy không đi làm cũng không xin nghỉ phép. Diệp Khuynh Thành đã gọi cho cô ấy, nhưng đổi lại là điện thoại ở trạng thái đã tắt, cô đến căn hộ của cô ấy đang ở, cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì, theo như những lời nhân viên bảo vệ của khu dân cư nơi Quánh Anh sống, anh ta đã nhìn thấy rõ ràng Quánh Anh đã rời khỏi khu dân cư vào buổi sáng. Khu Quách Anh ở rất gần công ty, đi bộ đến chỗ làm không đến 10 phút, làm sao có thể đi bộ mất một ngày được. Diệp Khuynh Thành lo lắng nói, chị đã đến cục công an rồi, họ nói rằng sẽ mất 24 giờ để lập hồ sơ. Chị phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trực giác mách bảo rằng Quánh Anh rất có thể sẽ gặp chuyện gì đó. Đột nhiên cô nghĩ tới cái gì, lo lắng nhìn Lục Vân hỏi, Tiểu Lục Vân, em có nghĩ là nguyên nhân là bởi vì công thức điều chế mặt nạ không? Lục Vân trịnh trọng gật đầu, có khả năng. Khuynh thế dung nhan, cách điều chế quá mức kinh thế hãi tục. Một khi sản phẩm được tung ra thị trường sẽ động đến lợi ích của vô số người, đặc biệt là những công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da, vì bảo vệ lợi ích của chính mình, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không làm điều gì đó điên rồ. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Khuynh Thành, Lục Vân an ủi nói, chị đừng quá lo lắng. Nếu đối phương thật sự tới lấy công thức mặt nạ, có nghĩa là tính mạng của Quách Anh tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Dù biết đạo lý như vậy, nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn rất lo LNG, nói chị hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quách Anh. Nếu bên kia muốn công thức, thì hãy đưa nó cho. Họ, không có gì quan trọng hơn tính mạng của một con người. Lục Vân gật đầu nhẹ, để chị hai và chị ba đi cùng Diệp Khuynh Thành, trong khi bản thân Ha đi ra khỏi biệt thự, sau đó liền bấm một dãy số đặc biệt của ám bộ. Khởi động hệ thống thiên võng, giúp tôi kiểm tra hành tung gần đây của một người. Lục Vân gửi thông tin của Quách Anh cho ám bộ, ngay sau đó đã có hồi âm. Đại nhân, thông qua hệ thống thiên võng, chúng tôi phát hiện ra rằng vào khoảng 7 giờ 40 sáng nay, cô Quách Anh đã bị một chiếc xe tải màu trắng không có biển số bắt đi gần đường Bắc Xuyên, khu Bắc Giang Thành. Vị trí cuối cùng cho thấy là đang ở vùng ngoại ô phía đông của Giang Thành. Huyền, đã hiểu. Sau khi xác định được vị trí gần đúng, Lục Vân lập tức lái chiếc xe đạp của mình phóng đi, lao đến vùng ngoại ô phía đông với tốc độ nhanh nhất, giống như một tia sáng xẹt giữa không trung, tốc độ cực kỳ nhanh. Lướt từ điểm cao này sang điểm cao khác, Lục Vân đã cố gắng dùng thị lực của mình đến cực hạn, thậm chí còn sử dụng huyền chân nhãn, không ngừng phân tích những nơi có thể ẩn nấp được. Cuối cùng, hắn chú ý đến một nhà kho bỏ hoang, nhìn thấy một vài tên côn đồ đang ngồi xổm hút thuốc trước cửa nhà kho. Lục Vân trực tiếp đáp chiếc xe đạp lên trên nóc nhà kho bỏ hoang, dưới sự khống chế của Ha, chiếc xe đạp rơi xuống nhẹ như lông hồng, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào. Xuyên qua các vết nứt trên mái nhà kho đổ nát, cuối cùng đã tìm được Quách Anh ở bên dưới, đang bị trói vào một cái ghế. Một tên đeo kính đang ép hỏi cô ấy về công thức. Khuynh thế dung nhan, đồng thời đang gõ gì đó trên laptop, có thể thấy người đàn ông đeo kính này cũng là người trong cuộc, chắc hẳn anh ta đang xác minh công thức do Quách Anh cung cấp. Tên đeo mắt kính lắc đầu, đột nhiên một người đàn ông đầu chọc trông rất hung dữ đang bước tới tát Quách Anh một cái, chửi rủa, con khốn, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mau nói cho tao biết công thức, bằng không thì những người anh em bên ngoài của mày cũng không được yên đâu. Phụt! Quách Anh nhổ một ngụm máu lên khuôn mặt của ông ta mẹ kiếp. Gã đầu chọc vô cùng giận dữ, giơ tay lên muốn tát vào mặt cô ấy, nhưng vào lúc này, ông ta lại nghe thấy trên đỉnh đầu của mình vang lên một tiếng gì đó thật lớn, giống như là một tia chớp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rạch ra một lỗ lớn trên nóc nhà kho. Ngay sau đó,
gã đầu chọc bị đá văng ra đất bất tỉnh nhân sự. Mày là ai? Thấy có thanh niên từ trên trời rơi xuống, sắc mặt tên đeo. Kính lập tức tái nhợt, giây tiếp theo, anh ta đột nhiên quăng laptop đi, rút ra một con dao găm ra bắt Quách Anh làm con tin, nhưng những suy nghĩ của anh ta đã bị Lục Vân nắm thóp. Ngay khi anh ta vừa ra tay, Lục Vân đã lao tới trước mặt anh ta, dùng một quyền đấm anh ta thất điên bát đảo, con dao găm trên tay cũng rơi xuống đất. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mấy tên côn đồ bên ngoài nhà kho nghe thấy động tĩnh liền chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời sửng sốt một lúc. Mấy người bên ngoài kho hàng vừa chạy vào, lúc nhìn thấy một thanh niên xa lạ bên trong thì hơi sửng sốt một chút. Tên nhóc này là ai? Hắn vào bằng cách nào? Bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu, canh ngay cửa kho hàng cả buổi trời, dù một con ruồi cũng không lọt vào được, hơn nữa kho hàng này cũng không còn cửa vào nào khác, giờ tên thanh niên này lại đột nhiên xuất hiện ở đây quả thật làm họ vô cùng hoảng sợ. Nhưng mà khi nhìn đến lão đại đầu chọc đang choáng váng nằm trên mặt đất thì bọn chúng lập tức nổi giận, vứt tàn thuốc lên trên mặt đất, sau đó từng người một phóng tới chỗ đó. Mặc kệ tên này từ đâu tới, giết Quách đi là xong. Mấy người hùng hổ chạy như bay tới chỗ Lục Vân, kết quả còn chưa tiếp cận được đã nghe thấy mấy tiếng ầm ầm, sau đó bọn chúng liền chỉnh tề nằm ngay bên cạnh gã đầu chọc kia, nguyên một đám mặt mũi bầm dập sưng vù, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Còn Lục Vân tới thở dốc một cái cũng không, vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như vừa rồi chỉ hô tay đuổi mấy con ruồi đi mà thôi. Quách Anh kinh ngạc, em kết nghĩa của Diệp Tổng mạnh như vậy sao? Vừa rồi cô ấy còn lo Lục Vân một thân một mình, có thể đối phó được nhiều người vậy không, nhưng hiện tại xem ra là cô lo lắng vô ích rồi. Để tôi mở trói cho cô trước, sau đó cô hãy ra ngoài chờ tôi còn có một số việc phải xử lý. Lục Vân liếc nhìn Quách Anh, nói. Trong nội cảm giác có chút cảm thán, cực kỳ bộ phục nhân tài nào đã buộc sợi dây. Thường này, vừa nhìn đã biết là fan trung thành của Đông Dương Hệ Liệt rồi. Sao tên một bộ phim sẽ? Đừng hỏi Lục Vân làm sao biết được, hãy hỏi trong máy tính Vương Băng Ngưng có gì. Trong nhóm người bắt cóc Quách Anh, chỉ có duy nhất người đàn ông đeo kiếng không ngất đi, nhưng mà lúc nãy anh ta bị Lục Vân đấm một quyền, đến giờ vẫn còn trợn trắng mắt. Lục Vân ngồi chồm hổm xuống. Dùng tay quạt quạt hai cái nói, tỉnh chưa? Tên đeo kính rốt cục không trợn trắng mắt nữa, quơ quơ. Đầu lấy lại tinh thần, trông thấy Lục Vân ngồi xổm trước mặt thì hoảng sợ nói, cậu. Cậu định xử trí tôi thế nào? Chuyện gì cần nói mau nói hết ra, trước tiên thì khai ra thân phận của anh đi. Sở dĩ Lục Vân chừa lại tên mắt kính là bởi vì ha đoán được, tên mắt kính này hẳn là một trong những chủ mưu, mà mấy tên bị đánh ngất xung quanh. Chẳng qua chỉ là bọn tay chân anh ta thuê đến. Tôi là trưởng bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Hàn Mỹ, chuyện hôm nay là do Hùng Gia sai khiến tôi làm. Đúng rồi, tập đoàn Hàn Mỹ chính là sản nghiệp của Hùng Gia. Tên mắt kính đúng là khí phách thật, Lục Vân còn chưa đụng tới anh ta, mà anh ta đã khai hết đầu đuôi gốc ngọn ra. Hùng Gia. Sau khi nghe tên mắt kính trả lời, Lục Vân nhưng là khế cho mày, tiếp tục hỏi, là Hùng Gia ở tỉnh thành. Đúng. Tên mắt kính gật đầu. Lục Vân lâm vào trầm tư. Nếu như hắn nhớ không lầm, hình như Triệu Lỗi ở cô nhi viện cũng nói là anh ta đang ở rể Hùng gia. Cái này thật đúng là trùng hợp. Lục Vân suy tư một lát, bỗng nhiên lấy một cây kim châm cứu dài hơn 20 phân ra, tên mắt kính thấy thế lập tức. Hoảng sợ cầu xin tha thứ, tôi. Lời gì nên khai tôi cũng đã khai rồi, cậu đừng. Anh đúng là sợ chết, yên tâm đi. Tôi sẽ không giết anh, chỉ muốn lấy của anh một giọt máu thôi. Lục Vân nói xong thì cầm lấy ngón tay của tên mắt kính, dùng kim châm đâm vào, trích ra một giọt máu tươi, chuyện này lại làm tên mắt kính sợ không nhẹ, cả khuôn mặt đều trắng nhợt, y như bị đánh lên một lớp phấn dày. Lục Vân cười nhạo nói, anh nhát gan như vậy mà còn học người ta làm cướp, sợ là người ta đánh giám một cái cũng làm anh run sợ đi. Tên mắt kính không dám nói lời nào. Thế nhưng một màn diễn ra kế tiếp làm hai mắt anh ta trừng trừng. Chỉ thấy Lục Vân trước mặt, đột nhiên vẽ ra một ấn phù màu xanh, sau đó đưa giọt máu vừa lấy được dung hợp vào. Rồi ấn phù đó lại biến mất giữa lòng bàn tay của Lục Vân. Cậu là người tu đạo. Tên mắt kính hoảng sợ vô cùng nhìn một màn trước mắt, anh ta nằm mơ cũng không ngờ được, lần này rõ ràng anh ta đã chọc đến một người tu đạo rồi, thật sự là tự tìm đường chết mà. Lục Vân không trả lời anh ta, chỉ nói, nhớ kỹ,
từ giờ trở đi anh chỉ làm theo sai bảo của tôi, nếu như anh dám chơi trò xảo trá, chỉ cần tôi động tay một cái, anh lập tức sẽ hồn về Tây Thiên, thần tiên cũng cứu không được. Lục Vân vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra, ấn phủ vừa biến mất lại hiện lên lần nữa, mà năm ngón tay từ từ siết lại của hắn, tên mắt kính lập tức cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, lộn xộn quỳ xuống đất nói tôi không dám dở trò đâu. Tuyệt đối không dám dở trò đâu, cao nhân nói cái gì tôi đều nghe hết. Lục Vân gật đầu, không tiếp tục tra tấn tên mắt kính nữa, nhặt laptop của tên mắt kính lên, mở ra một file rồi gõ vào một cách phương thuốc. Chuyện ngày hôm nay đừng cho Hùng gia biết. Nếu như bọn hắn hỏi anh có lấy được phương thuốc không, thì anh cứ đưa cái tôi lưu vào trong máy này đưa cho bọn họ, hiểu chưa? Hiểu rồi, tên mắt kính vội vàng đáp. Lục Vân gật đầu một cái, quay người đã đi khỏi nhà kho. Phương thuốc hẳn ghi cho tên mắt kính là một phương thuốc đặc biệt, nếu như dựa theo đó chế thành mặt nạ để sử dụng, đại khái trong vòng một tuần đầu, hiệu quả sẽ không khác gì, khuynh thế dung nhan, nhưng qua một tuần đó, không chỉ mất hết hiệu quả mà những vấn đề gặp phải trước đó còn trở nên nghiêm trọng thêm. Nói thí dụ muốn có tác dụng dưỡng trắng, lúc đầu màu da người đó có trắng khoảng 4 phần 10, sau khi sử dụng phương thuốc một tuần lễ, màu da có thể đạt tới 6 phần, nhưng sau một ngày, rất có thể sẽ đen lại còn 3 phần 10. Nếu Hùng gia đã dám làm ra chuyện bắt cóc này, nói rõ bọn họ rất sốt ruột, nhất định sẽ gấp gáp chế tạo ra, khuynh thế dung nhan đưa ra thị trường. Nhanh chóng lấy phương thuốc cướp được chế tạo thành sản phẩm đưa ra tiêu thụ ngay, căn bản không có quá nhiều thời gian để kiểm tra đo lường sản phẩm trước khi ra mắt. Đến lúc đó, sản phẩm tập đoàn Khuynh Thành đưa ra thị trường sẽ là thứ bù đắp cho tổn thất của mấy người bị hại kia. Bên ngoài nhà kho, Quách Anh nhìn thấy Lục Vân đi ra, nhịn không được mà hiếu kỳ hỏi, Lục tiên sinh, anh xử lý bọn họ thế nào vậy? Tôi đưa phương thuốc cho bọn họ. Cái gì? Vẻ mặt Quách Anh thẳng thốt. Tại sao lại làm như vậy? Không phải mình đã an toàn rồi sao? Tại sao Lục Vân còn đưa phương thuốc cho mấy tên ngoài vòng luật pháp đó? Vì em trai kết nghĩa của Diệp Tổng Tài thật đúng là làm người ta khó nắm bắt được mà. Sau khi Quách Anh thoát khỏi nguy hiểm, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Diệp Khuynh Thành và nói rằng Lục Vân đã cứu mình. Diệp Khuynh Thành quan tâm nói, anh tử, cô không sao là tốt rồi, công thức không quan trọng. Tôi cho cô nghỉ phép nửa tháng để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Tạm thời cô không cần nghĩ đến chuyện của công ty đâu. Quách Anh nói, Diệp Chủ tịch, tôi không sao đâu. Khuynh thế dung nhan sẽ được tung ra thị trường sớm thôi. Nếu như tôi... Đây là mệnh lệnh. Quách Anh còn chưa nói xong, Diệp Khuynh Thành đã ngắt lời cô ấy. Sau khi Lục Vân trở lại, Diệp Khuynh Thành hỏi hẳn, tiểu Lục Vân... Có phải những người đó bê cóc anh tử vì công thức mặt nạ không? Em có hỏi được kẻ chủ mưu là ai không? Vừa rồi cô lo lắng cho Quách Anh quá nên quên mất không hỏi về chuyện bắt cóc. Vì thế, bây giờ khi nhìn thấy Lục Vân, Diệp Khuynh Thành không nhịn được tò mò hỏi. Cô cực kỳ muốn biết kẻ nào mất trí như vậy. Lục Vân nói, chuyện này sẽ sớm có đáp án thôi. Chị Khuynh Thành, khuynh thế dung nhan của chúng ta có lẽ phải tạm dừng một thời gian. Tại sao? Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Bởi vì chắc chắn sẽ có những người không chờ được mà có hành động. Lục Vân cũng không giải thích nhiều. Ngày hôm sau, hẳn chủ động liên hệ với Triệu Lôi, hỏi anh ta khi nào rảnh. Sau khi trò chuyện một hồi, hai người thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt. Đến ngày gặp mặt, Triệu Lôi nhìn thấy Lục Vân đạp xe qua cửa kính của khách sạn. Tâm trạng của anh ta khá phức, tạp. Thực ra... Ngày đó anh ta nói mời Lục Vân ăn tối chỉ là phép lịch sự giữa những người bạn cũ với nhau giống như những người bạn có quan hệ không xấu nhưng cũng không thân lắm thì nói lúc nào rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Đây là kiểu nói chuyện khách sáo. Nếu như hai người thật sự thân thiết với nhau thì còn cần hẹn ngày hay sao, hôm đó chắc chắn bọn họ sẽ không say không về. Thế nhưng điều khiến Triệu Lôi ngạc nhiên là Lục Vân thực sự coi trọng lời nói khách sáo này, thậm chí hắn còn chủ động liên lạc với anh ta. Điều này có thể cho thấy cuộc sống của Lục Vân thực sự rất khốn khổ, tính toán từng bữa cơm rất rõ ràng. Khi bước vào nhà hàng, Lục Vân thấy Triệu Lôi vẫy tay với mình. Vì thế, hẳn bước tới và nói, anh Triệu, lần này tôi mời anh ra ngoài là vì tôi thật sự có chuyện muốn hỏi anh cho nên bữa này cứ để tôi đãi anh. Cứ ăn trước đã, trả tiền tính sau. Triệu Lôi lắc đầu, nghĩ rằng Lục Vân thật là, muốn ăn thì cứ ăn, không cần phải giả vờ khách sáo. Anh ta sẽ không tính toán bữa ăn này. Thấy anh ta nói vậy,
Lục Vân cũng không giải thích nhiều mà hỏi, anh Triệu, tập đoàn Hàn Mỹ là một phần sản nghiệp của Hùng gia đúng không? Ngay khi Triệu Lôi nghe vậy, anh ta đã biết ý định hẹn gặp mặt ngày hôm nay của Lục Vân. Thì ra là muốn nhờ anh ta tìm việc làm hộ. Triệu Lôi gật đầu nói, đó là sản nghiệp của Hùng gia. Người phụ trách hiện tại của tập đoàn Hàn Mỹ là anh vợ của tôi, Hùng Nhật Huy. Hùng Nhật Huy. Lục Vân thầm nhớ tên. Thấy hẳn im lặng, Triệu Lôi cho rằng hẳn ngại nói, thật ra cậu không cần ngại. Ai cũng có lúc gặp phải chuyện không được như mong muốn. Hôm khác tôi sẽ hỏi anh ấy xem có thể cho cậu một công việc không. Tuy địa vị của anh ta ở Hùng gia không cao nhưng muốn tìm một công việc cũng không quá khó nhưng chắc, chắn công việc này sẽ không được tốt lắm, chỉ có thể nói là đủ ăn mà thôi. Nhìn thấy Lục Vân như vậy, tới mức phải đạp xe đi ăn cơm thì chắc có lẽ yêu cầu đối với công việc cũng không cao. Lục Vân có chút xấu hổ nói, anh Triệu, tôi tới đây không phải là vì nhờ anh tìm việc hộ. Triệu Lôi ngắt lời hắn, được rồi, tôi cũng đã nói hết rồi. Cậu không phải ngại đâu, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện nên khi nhìn thấy cậu như vậy, tôi rất khó chịu. Vì thế, cậu không cần phải giải thích đâu, tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc để kiếm sống. Anh ta rất đồng cảm với Lục Vân bởi vì kể từ sau khi bước vào Hùng gia, nhìn bề ngoài có vẻ oai phong nhưng thực ra khi trở về nhà, anh ta đã phải nhẫn nhịn đủ loại cơn giận và thậm chí còn không dám nói lại. Cho nên sau khi nhìn thấy cuộc sống của Lục Vân không vừa ý, anh ta cảm thấy hẳn như thể sa ngã tận cùng thế giới. Thấy anh ta đã nói đến như vậy, Lục Vân chỉ đành cúi đầu yên lặng ăn cơm, tìm cơ hội giải thích sau vậy. Hai người đang ăn tối thì đột nhiên có một người phụ nữ ôm một cậu bé đang khóc xông vào nhà hàng, tức giận nói, Triệu Lôi. Anh còn có tâm trạng ở đây ăn uống với bạn hả? Anh nhìn xem, con trai đang khóc đây này. Người phụ nữ này trông rất cao to, lông mày rậm và ánh mắt hung ác. Đây chính là vợ của Triệu Lôi, Hùng Thái Liên. Cậu bé đang nằm trong vòng tay chính là con trai của họ. Lục Vân nhìn cậu bé đang khóc nhưng sau đó liền cau mày. Mắt âm dương. Mắt âm dương có nghĩa là có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Trên thực tế, có rất nhiều người khi còn nhỏ đã từng trải qua tình huống này nhưng khi lớn lên thì con mắt âm dương sẽ từ từ khép lại. Sau đó, trí nhớ của con người cũng dần trở nên mơ hồ như không có chuyện gì xảy ra. Và sở dĩ cậu bé khóc dữ dội như vậy là vì cậu bé nhìn thấy điều gì đó bất thường qua đôi mắt âm dương của mình nên vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên vợ chồng Triệu Lôi lại không hề biết chuyện này nên cứ thắc mắc tại sao dạo này con trai cứ quấy khóc. Mãi mà không dỗ được bèn đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ lại nói không có chuyện gì. Khóc nhiều như vậy mà không có vấn đề gì ư. Đương nhiên là Hùng Thái Liên không tin cho nên ngày hôm nay con trai đã khóc suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không dỗ được. Cô ta không thể chịu nổi nữa nên hùng hổ tiến đến chỗ Triệu Lôi và nói. Còn ngây người ra đó làm gì? Anh là khúc gỗ hả? Mau phái người tới Giang Thành gặp ngài Dư xem sao. Nghe nói ông ấy là thần y ở Giang Thành. Em không tin không tìm ra được nguyên nhân. Đương nhiên là Triệu Lôi không dám trái lời, anh ta ấy. Náy nói với Lục Vân, tôi xin lỗi. Tôi phải đưa con trai tới Giang Thành khám bệnh đã, cậu cứ ngồi đây ăn nhé, tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn này. Thế nhưng Lục Vân đứng dậy nói, thật ra tôi cũng là một bác sĩ. Có lẽ tôi có thể chữa bệnh cho con trai anh. Cậu có thể chữa được sao? Sau khi nghe Lục Vân nói, Hùng Thái Liên hơi sửng sốt. Sau đó, cô ta quay sang hỏi chồng, bạn của anh có lai lịch gì? Triệu Lôi cười khổ nói, đó là một người bạn cũ của anh ở cô nhi viện, lần này tới nhờ anh tìm việc làm hộ. Nhờ anh tìm việc hộ. Hùng Thái Liên càng thêm nghi ngờ, không phải người này nói mình là bác sĩ ư, sao lại còn cần người tìm việc làm hộ? Nghe có vẻ không đáng tin cậy. Vì thế, Hùng Thái Liên phớt lờ Lục Vân nhưng lại mảng Triệu Lôi. Đừng chậm chạp nữa, anh mau lấy xe đưa hai mẹ con tới Giang Thành đi. Triệu Lôi chỉ đành đồng ý rồi nhìn Lục Vân với vẻ bất lực. Không chỉ vợ anh ta không tin tưởng Lục Vân mà ngay. Cả bản thân Triệu Lỗi cũng không tin Lục Vân. Nếu như hắn thật sự là một bác sĩ thì tại sao lại trông khốn khổ như vậy? Lục Vân biết hiểu lầm càng ngày càng sâu nhưng cũng không giải thích. Trái lại, hắn nhún vui nói với Triệu Lôi, hẹn gặp lại anh ở Giang Thành. Nói xong, hẳn đạp xe rời đi. Cả hai vợ chồng Triệu Lôi đều sững người trong giây lát. Bọn họ không hiểu tại sao Lục Vân lại nói hẹn gặp lại ở Giang Thành.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lục Vân đạp xe, Hùng Thái Liên cau mày nói, Triệu Lôi, có phải người bạn này của anh gặp vấn đề về não không? Triệu Lôi nói, khi cậu ta còn ở trong cô nhỉ viện, cậu ta trông rất bình thường nhưng bọn anh đã không gặp nhau 15 năm rồi nên cũng không biết vì sao bây giờ cậu ta lại trở nên như vậy. Hùng Thái Liên cảnh cáo, rất có thể người này có vấn đề về thần kinh. Sau này, anh đừng có liên lạc với cậu ta nữa. Triệu Lôi cười khổ không nói gì nữa. Anh ta lấy xe xong rồi chở vợ con về Giang Thành. Trong khi xe của bọn họ bon bon trên đường với tốc độ cao thì Lục Vân đã quay trở lại Giang Thành. Tốc độ của phương tiện giao thông bình thường không thể so được với tốc độ xe đạp của Hẳn, đường núi hiểm trở hoàn toàn không thành vấn đề với Lục Vân. Chỉ cần Hẳn đi theo chỉ dẫn của bản đồ trên điện thoại là hắn có thể quay về Giang Thành chỉ trong tích tắc. Vừa đến Hạnh Lâm đường thì thấy Lâm Thanh Đàn đang châm cứu cho bệnh nhân. Khi cô cúi xuống, những đường cong nóng bỏng trên cơ thể được phô diễn một cách hoàn mỹ. Lục Vân thấy cô đang bận rộn nên cũng không quấy rầy mà chỉ đến hỗ trợ bốc thuốc ở phòng thuốc bắc. Cho đến bây giờ, Dư Hồng Văn cũng đã quen dần với cách làm việc này. Mới đầu khi Lục Vân nói sẽ đến hỗ trợ bốc thuốc, Dư Hồng Văn nói rằng Lục Vân là thầy nên hắn cứ ngồi trong khám. Hơn nữa, đa số những người chịu trách nhiệm đi bốc thuốc đều là học trò, địa vị không cao. Thế nhưng Lục Vân lại thản nhiên nói, những bệnh nhân này tới đây đều là vì danh tiếng của ông. Ông cứ yên tâm ngồi ở phòng khám đi, nếu như gặp phải bệnh khó chữa thì tìm tôi sau. Vì thế, Dư Hồng Văn không nói gì nữa. Ông Dư, lúc này, cuối cùng vợ chồng Triệu Lôi cũng đã tới Hạnh Lâm đường. Con trai họ vẫn đang khóc, giọng cậu bé bị khàn. Hùng Thái Liên lo lắng nói, ông Dư, ông hãy xem giúp con trai chúng tôi bị làm sao. Nó đã khóc gần 3 tiếng đồng. Để tôi xem sao. Dư Hồng Văn bước tới và kiểm tra thật cẩn thận cho cậu bé. Ông ấy ngạc nhiên nói, không thể nào, rõ ràng cơ thể của cậu bé không có vấn đề gì nhưng tại sao lại khóc nhiều như vậy? Cậu bé đã nói với hai người rằng không thoải mái ở chỗ nào chưa? Hùng Thái Liên lắc đầu nói, không có, thằng bé không nói gì cả. Thằng bé chỉ khóc, đó là lý do tại sao chúng tôi thấy lạ. Dư Hồng Văn kiểm tra lại cho cậu bé một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Hùng Thái Liên nói, ông Dư, tôi không có ý xúc phạm ông nhưng tôi nghe nói ông có một người thầy là thần y. Ông có thể nhờ thầy của ông khám bệnh cho con trai của tôi có được không, nếu không chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. Nghe giọng cô ta như sắp khóc đến nơi, Dư Hồng Văn gật đầu nói, hai người gặp may đấy, đúng lúc hôm nay thầy của tôi đang ở Hạnh Lâm đường. Tôi sẽ đến phòng thuốc bắc tìm, hai người ngồi đợi một lúc. Cảm ơn ông Dư. Triệu Lôi và vợ ngồi đợi một lúc, sau đó bọn họ thấy Dư Hồng Văn cung kính mời một người đàn ông trẻ tuổi đến trước mặt bọn họ và nói, đây chính là thầy của tôi, Lục Thần Y. Hãy để thầy khám bệnh cho con trai của hai người. Đột nhiên Dư Hồng Văn thấy hai vợ chồng ngồi yên không nói gì, khuôn mặt cả hai đều ngơ ngác. Lục Vân. Một lúc sau, Triệu Lôi mới định thần lại và nhìn Lục Vân với vẻ không thể tin nổi. Hai tiếng Lục Vân tràn ngập sự khó tin. Hùng Thái Liên cũng y chang, mất một lúc Vân chưa định thần lại được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng bọn họ lái xe đến Giang Thành với tốc độ cực nhanh và còn nhớ rõ Lục Vân đạp xe đạp. Làm sao xe đạp có thể nhanh hơn ô tô được? Nhìn thấy hai người ngơ ngác, Lục Vân cười nói, tôi đã nói hẹn gặp lại ở Giang Thành mà. Lời nói của Ha đã thành công đánh thức vợ chồng Triệu Lôi. Nếu không bọn họ còn tưởng người thanh niên trước mặt là anh em sinh đôi với Lục Vân. Nhưng sau đó, vợ chồng Triệu Lôi lại càng kinh ngạc hơn. Bởi vì lúc này bọn họ mới nhận ra rằng Lục Vân thực sự là thầy của Dư Hồng Văn, một bậc thử. Rốt cuộc kỹ năng của hắn đáng kinh ngạc tới mức nào. Mới được ông Dư nhận làm thầy ở tuổi 20. Sự chấn động này khó có thể diễn tả bằng lời. Lục Vân nói, đừng ngây ngẩn nữa, mau đưa con trai của hai người cho tôi. Tôi sẽ đưa nói tới phòng châm cứu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì bệnh của cậu bé sẽ được chữa khỏi trong vòng 10 phút. Được, được. Hùng Thái Liên vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng. Cô ta như thể con rối giao cậu bé cho Lục Vân. Trong phòng châm cứu, Lục Vân kéo rèm lại, bởi vì hẳn thực không muốn có người khác có mặt trong quá trình hắn trị liệu, đặc biệt là những cách trị liệu dành cho loại bệnh bất bình thường kiểu này thì lại càng không muốn cho người khác nhìn thấy. Hàn lấy châm ra sau đó đâm vào bốn huyệt vị bách hội,
thần môn, chiếu hải, an nguyên của cậu bé. Sau khi châm xong, tiếng khóc của cậu bé càng ngày càng nhỏ dần, sau đó đã triệt để rơi vào giấc ngủ sâu. Tiếp theo chỉ thấy Lục Vân giơ ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đặt lên vị trí giữa hai mắt của cậu bé đó, trong miệng thầm niệm khẩu quyết pháp thuật gì đó, ngay lập tức có một lồng ánh sáng màu xanh nhạt hiện lên đi vào hai mắt của cậu bé. Mấy thứ âm nhấn kiểu này sẽ biến mất theo số tuổi con người, cho nên Lục Vân không cần dùng nhiều thao tác làm gì, hắn chỉ tạm thời phong ấn lại nó là được. Khoảng chừng 10 phút sau, Lục Vân ôm cậu bé đi ra khỏi phòng châm cứu rồi đưa cho Hùng Thái Liên. Hùng Thái Liên đến tận bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật về thân phận của Lục Vân, nhưng khi chính mắt nhìn thấy con trai của mình thực sự đã không còn khóc nữa thì sự bàng hoàng trong lòng lúc này đã thay đổi thành sự vui sướng bất ngờ. Cảm ơn Lục Thần Y, thực cảm ơn ngài. Hùng Thái Liên vừa rối rít cảm ơn Lục Vân, vừa quay đầu lại trách móc Triệu Lôi Đăng sau. Thì ra người bạn này của anh lại là Lục Thần Y, sao không nói cho em biết sớm chứ? Triệu Lôi đầy vẻ oan uổng không biết nói gì. Đâu phải là anh ta không muốn nói đâu, mà căn bản anh A cũng không biết rằng Lục Vân bạn mình lại là thần y của Giang Thành này, mà kể cả giờ anh ta có nói đi chăng nữa thì chắc gì vợ đã tin. Nói nhau xong, hai vợ chồng lại quay ra cảm ơn Lục Vân. Nhưng Lục Vân đột nhiên lại nói. Hùng phu nhân à, anh trai Hùng Nhật Huy của cô là người phụ trách chính của tập đoàn Hàn Mỹ đúng không? Vậy cảm phiền khi cô về nhà chuyển lời tới anh ta rằng, người đang làm, trời đang nhìn khuyên anh ta nên biết tự mà sám hối. Hùng Thái Liên ban đầu nghe xong có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cô ta cau mày lại hỏi. Lục Thần Y à, có phải anh tôi đã động đến ngài không? Đi về mà hỏi anh của cô ấy, có lẽ anh ta sẽ cho cô biết đáp án. Lục Vân trả lời. Hùng Thái Liên đầy một bụng nghỉ hoặc đi tìm anh trai Hùng Nhật Huy của mình. Đồng thời cô ta cũng bảo lại những lời mà Lục Vân đã nói cho anh trai mình nghe. Hùng Nhật Huy nghe xong cười xùy và nói. Cái gì mà người đang làm trời đang nhìn chứ, để tôi xem tên nhóc đó có thể làm ra trò gì. Hùng Thái Liên hỏi. Anh à, anh và Lục Thần Y rốt cuộc đã gây nhau chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mấy chuyện thường tình trốn thương trường đó mà, em không cần hỏi đến đâu. Hùng Nhật Huy nói. Hùng Thái Liên vẫn còn muốn hỏi cho rõ nhưng nhìn thấy gương mặt của Hùng Nhật Huy đầy sự bài xích nên cô ta chỉ đành biết điều mà tự ngậm chặt miệng lại, nhưng thực trong lòng vẫn thầm cảm thấy bất an. Mấy ngày sau, tập đoàn Hàn Mỹ đột nhiên cho ra mắt sản phẩm mặt nạ mang tên Lệ Nhan. Dựa vào thế mạnh thị trường vốn có của mình, cho nên khi loại mặt nạ này vừa tung ra đã nhanh chóng đẩy lên lượt tiêu thụ lớn, đồng thời nó còn được tung hô khen ngợi hết lời, nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới nhà giàu. Bởi vì bọn họ nhận thấy, hiệu quả mà loại mặt nạ này mang tới cư nhiên lại giống y hệt với cái loại dung nhan tuyệt thế lần trước tung ra trong buổi bán đấu giá từ thiện ở cung văn hóa thời gian trước. Sau đó mọi người lại biết được tin tức dung nhan tuyệt thế bị ngừng lên sóng. Rốt cuộc trong chuyện này có ẩn khuất gì thì chẳng ai biết cả, nhưng không khó để đoán ra được rằng phương pháp làm ra dung nhan tuyệt thế đã bị rơi vào tay của tập đoàn Hàn Mỹ, không những thế bên họ còn vượt mặt cả tập đoàn Khuynh Thành. Họ đã cho sản phẩm lên sàn niêm yết. Giới thương nghiệp vốn là như vậy, thẳng làm vua, thua làm giặc. Nhưng những người dùng tiềm năng mong ngóng tuyệt thế dung nhan đã lâu thì chẳng thèm quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nếu đã có một loại mặt nạ có công hiệu sánh ngang với tuyệt thế dung nhan rồi thì bọn họ cũng sẽ chẳng phí hơi đi đợi tuyệt thế dung nhan làm gì mà cứ chọn luôn Lệ Nhan dùng cho xong. Rất nhanh sau. Lượng tiêu thụ sản phẩm mới này của tập đoàn Hàn Mỹ đã càn quét sạch tất cả hàng, đồng thời số lượng người đặt mua còn đang tăng mạnh với tốc độ kinh khủng. Trận chiến thương nghiệp này, liếc qua thôi cũng thấy tập đoàn Hàn Mỹ đã toàn thắng. Sau khi hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh biết được điều này cũng phải chửi mắng cái tên Hùng Nhật Huy đó thực sự quá mức đê tiện, và hai người họ cũng quay sang hỏi Lục Vân có muộn dùng sức mạnh của Diệp gia bọn họ để tạo chút áp lực lên tập đoàn Hàn Mỹ không? Về phía Lục Vân, hắn có vẻ chẳng hề để ý hay quan tâm chuyện gì, chỉ cười lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi tin thiện giả thiện báo, Hùng Nhật Huy dám làm ra những chuyện đó thì sau này phải trả cái giá đắt thôi. Khương Lam khen ngợi. Con rể này đúng hay, tôi biết cậu y thuật thượng thừa, trình độ sách vở cũng cao, nhưng cậu phải biết rằng, mấy cái gọi là thiện giả thiện báo ấy, chỉ dành cho những kẻ bất lực nói ra nhằm an ủi bản thân thôi, chứ sự thực đều là người hiền quá hóa bị ức hiếp.
chứ cái thằng sống ác nó sống nhăn răng cả trăm năm kia kìa, bây giờ cậu muốn thỏa hiệp với Hùng Nhật Huy chẳng khác nào mang cho cậu ta cơ hội được nước lấn tới về sau. Lời bà vừa dứt, Diệp Khuynh Thành liền thở phì phò trở về, sau đó cô đưa một lá thư mời đến trước mặt Lục Vân nói. Hùng Nhật Huy đúng là ép người quá đáng. Chị Khuynh Thành sao lại tức giận thế? Lục Vân nghi ngờ cầm lấy thư mời, nhìn thoáng qua, lại là thiệp mời tới tiệc rượu tư nhân của tên Hùng Nhật Huy kia, còn đặc biệt kính mời Diệp Khuynh Thành đến dự. Vì tập đoàn Hàn Mỹ đã có một chiến thắng lớn cho nên Hùng Nhật Huy đã tổ chức buổi tiệc rượu này, nói là mở tiệc chúc mừng nhưng lại cố ý mời đối thủ cạnh tranh của mình đến tham dự, đây chẳng phải cố ý khích đều sao. Hơn nữa, nếu như Hùng Nhật Huy là dựa vào cách thức kinh doanh bình thường để thắng được cuộc chiến này thì Khuynh Thành không còn lời nào để nói, nhưng đằng này rõ ràng đối phương đã dùng thủ đoạn đê tiện bẩn thỉu để đánh cắp thành quả lao động của người khác mà vẫn không biết xấu hổ ở đấy giễu võ dương oai. Diệp Khuynh Thành nghĩ thôi mà tức, ngực cô nhấp nhô như muốn nổ đến nơi. Lục Vân vừa cười vừa nói. Có mỗi tấm thiệp mời còn con thôi mà, trông chỉ tức đến thảm chưa kìa, nếu như Hùng Nhật Huy thích dương oai ngạo mạn như thế thì cứ để anh ta ngạo mạn đi. Em còn cười được à? Diệp Khuynh Thành trừng mắt nhìn Lục Vân. Sao em lại vô lo vô nghĩ như thế, phương pháp tạo ra mặt nạ chính là của em đó, nó chính là đứa con tinh thần của em, đứa con của em bị kẻ ác bắt cóc mất mà em có thể bình chân như vậy sao? Diệp Khuynh Thành nghĩ lại. Đúng là không nên nghe theo lời Lục Vân mà trì hoãn việc đưa dung nhan tuyệt thế lên sàn niêm yết, bây giờ có hối cũng chẳng biết làm cách nào nữa rồi. Lục Vân nói, thực ra thì cái phương pháp điều chế kiểu đó em còn rất nhiều, vậy nên bị lộ ra ngoài một cái em cũng chẳng khó chịu gì đâu. Nhưng chị khó chịu, Diệp Khuynh Thành ôm lấy ngực tức giận nói, chỉ cần nghĩ đến cái vẻ đầy vô sỉ ngạo nghễ của tên đê tiện kia là chị phát bực. Yên tâm đi chị Khuynh Thành à. Bọn họ sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu, không phải chỉ là một buổi tiệc rượu còn con thôi sao, em sẽ đi dự cùng chị. Lục Vân thoải mái nói. Diệp Khuynh Thành hừ lên một tiếng rồi nói, đây cóc thèm đi đấy. Nhưng em muốn đi. Nơi diễn ra tiệc rượu. Hai người một nam một nữ đi vào sảnh chính tiệc rượu, kể từ lúc họ vào cho đến giờ, dường như chưa từng một giây nào ngừng việc ăn uống, khiến người khác nhìn thấy còn tưởng họ là người lang thang đã nhiều ngày không được ăn cơm. Nhất là người thanh niên kia, anh ta ăn như rồng cuốn thuồng luồng, cứ trực tiếp bưng đĩa ăn lên đổ vào miệng luôn. Hơn nữa, trang phục họ mặc hôm nay so với người khác cũng vô cùng qua loa tùy tiện, không hề toát lên được sự trang trọng lịch sự nào cả. Hai người đó không ai khác ngoài Lục Vân và Diệp Khuynh Thành. Trước đó vì cái quyết định có đi đến tiệc rượu này hay không mà bọn họ đã tranh cãi kịch liệt lắm rồi, cuối cùng người thắng cuộc là Lục Vân. Không những thế hắn còn nhanh chóng giấu nhẹm đi cái thiệp mời đến tiệc rượu kia đi, phòng hờ Diệp Khuynh Thành nhìn thấy sẽ xé nát nó. Diệp Khuynh Thành thực sự không hiểu nổi hắn làm vậy để làm gì. Bởi vì vừa nhìn là biết buổi tiệc rượu do Hùng Nhật Huy tổ chức này không hề mang ý gì tốt, đi đến nó chẳng khác nào mang nhục, vậy mà không hiểu tại sao Tiểu Lục Vân cứ kiên quyết muốn đến cho bằng được. Mà thôi cũng hết cách. Nếu như Tiểu Lục Vân đã muốn đi như vậy thì Diệp Khuynh Thành cô cũng không thể trơ mắt nhìn em trai của cô phải chịu nhục một mình được, chính vì vậy cô cũng theo đi luôn. Sau khi đến được buổi tiệc rượu này rồi, Lục Vân không chần chừ gì hết mà đi đến thẳng nơi tổ chức tiệc đứng, không nói không rằng gì hết đã trực tiếp ăn uống như điên, hành động đó khiến cho Diệp Khuynh Thành nhìn đến đơ cả mắt, cô vội vàng bảo hẳn phải chú ý lịch sự chút. Nghe vậy Lục Vân trả lời. Trước mặt cả đám trộm cướp rồi còn lịch với trả sự cái gì nữa. Diệp Khuynh Thành nghe vậy thấy khá có lý, thế là cô cũng gia nhập vào đội ngũ diệt mồi của Lục Vân, cô lúc này. Như thể đang phát tiết toàn bộ sự bất mãn của mình lên đám đồ ăn trước mặt. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì cô cũng là con gái, cho nên hành động ăn uống cũng nhẹ nhàng từ tốn hơn chút, với cả mới ăn được vài ba miếng đã no căng cả bụng rồi. Nhưng lúc nhìn sang Lục Vân lại thấy hết hồn. Hắn giống như ma đói vừa mới đầu thai lại vậy, ăn cứ như rồng cuốn hổ vồ, kinh khủng tột độ. Lúc đó, bên quản lý của tập đoàn Hàn Mỹ cuối cùng cũng không thể nhìn nổi hành động đó nữa, họ đen mặt lại đi đến hỏi. Mời hai vị cho chúng tôi xem giấy mời dự tiệc. Những người được mời tới buổi tiệc rượu hôm nay đều là những cán bộ cấp cao của các công ty lớn, vừa nhìn hai người bọn họ rõ ràng không giống như quản lý cấp cao của một công ty nào đó. Cho nên quản lý bộ phận ở đây hoài nghi hai bọn họ là những người trà trộn vào đây để ăn trực uống trực, nhìn cái điệu bộ ăn thế kia thật giống phường trộm cắp.
Là Hùng Nhật Huy mời chúng tôi tới đây. Lục Vân vừa điên cuồng nhét thức ăn vào miệng, vừa trả lời bọn họ, căn bản là không có ý đưa giấy mời ra cho bọn họ xem. Quản lý bộ phận kia cau cau mày nói. Nếu như hai vị khẳng định mình được giám đốc Hùng của chúng tôi mời tới, vậy chắc chắn phải có thiệp mời, vậy nên vẫn mong hai vị xuất ra thiệp mời. Con mẹ nó chứ, phiền chết đi được, có để yên cho người A ăn không thì bảo. Lục Vân đầy bực mình gắt lên một câu. Nghe thấy lời này, sạc mặt của tên quản lý bộ phận kia lập tức trở nên đen xì. Anh không đưa ra thiệp mời thì thật đang làm khó chúng tôi rồi. Sự từ chối của Lục Vân càng làm anh ta càng thêm khẳng định rằng hai người này chắc chắn lén lút đi vào trong này để ăn trực uống trực. Làm khó ư, thế thì đừng đi làm nữa. Bỗng nhiên giọng điệu của Lục Vân trở nên vô cùng không nói lý lẽ, hẳn nổi sùng lên một đạp đá văng chiếc bàn đầy thức ăn đi. Hành động này khiến Diệp Khuynh Thành càng thêm kinh sợ phát hoảng, nhưng rất nhanh cô cũng nhận ra tiểu Lục Vân nhà mình là đang cố tình gây chuyện. Quả nhiên chuyện này đã khiến sắc mặt của tên quản lý bộ phận kia trở nên khó coi đến cực điểm, anh ta ngay lập tức hô hoán mấy người bảo vệ đến hòng chuẩn bị bắt Lục Vân lại. Động tĩnh bên phía bọn họ bỗng chốc thu hút được rất nhiều sự chú ý, Hùng Nhật Huy cũng bước ra từ đám đông rồi nói rằng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Quản lý bộ phận đó đầy cung kính nhún nhường mà nói. Hai người này có những hành vi kỳ lạ, lúc tôi bảo bọn họ xuất ra thiệp mời thì cậu đây lại đi lật tung bàn tiệc lên. Bạch, lời của tên quản lý bộ phận kia vừa dứt, thì đột nhiên ở đâu bay tới một tấm thiệp mời dính đầy dầu mỡ dán chặt vào. Mặt anh ta, Lục Vân đầy vẻ mất hứng mà nhìn Hùng Nhật Huy nói. Đây không phải là thiệp mời thì lại cái gì? Sao nào, chẳng lẽ đến việc ăn cũng cấm hay sao? Vậy tôi thử hỏi giám đốc Hùng mời chúng tôi đến đây để làm gì cơ chứ? Đến để xem những cấp dưới của anh nịnh nọt xếp mình như thế nào sao? Người quản lý bộ phận cầm tấm thiệp mời dính nhơm nhấp từ trên mặt mình xuống, trong tròng mắt hơi hiện lên sự tức giận. Nếu anh có thiệp mời thì sao không? Bốp! Người quản lý kia còn chưa kịp nói xong đã bị Hùng Nhật Huy tát cho một bạt tai, nói. Im ngay cái mồm vào, mắt anh có phải còn không mau xin lỗi hai vị khách quý này đi. Mù không thế. Người quản lý bộ phận kia cố nín một bụng lửa giận, anh A cũng đâu thể làm trái lời Hùng Nhật Huy được, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải nghiến răng nghiến lợi vào nói. Thật xin lỗi đã hiểu lầm hai vị. Lúc này Hùng Nhật Huy vung tay ra hiệu về bốn phía bữa tiệc. Mọi người giải tán đi. Trong tích tắc, những người bâu kín xung quanh xem náo. Nhiệt bèn rời đi như không có chuyện gì xảy ra, cái người quản lý kia cũng đầu vẻ không cam chịu mà rời đi. Khi mọi người đã giải tán hết, Hùng Nhật Huy lúc này mới quay lại lên tiếng nói. Cậu chính là Lục Vân đúng chứ? Hôm đó cậu có nhờ em gái tôi nhắc nhở tôi vài điều tôi đã nhận được rồi, cái gì mà người đang làm, trời đang nhìn. Nhưng vấn đề là, tôi là người trước giờ không hề tin mê tín dị đoan, tôi chỉ tin chính bản thân mình mà thôi. Hùng Nhật Huy cũng đã cho người điều tra về Lục Vân. Hẳn là trẻ mồ côi ở Viện Phúc Lợi Ánh Dương. Là em trai của Diệp Khuynh Thành, là một thần y mới xuất hiện ở Giang Thành. Còn những điều khác anh ta cũng không điều tra làm gì, mà đúng hơn là không nhất thiết phải điều tra. Mà cho dù anh ta có điều tra đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể biết được bề nổi của tảng băng mà thôi, đều những thông tin chẳng đáng để Lục Vân phải giấu đi. Hùng Nhật Huy, anh đúng là đồ vô sỉ. Lục Vân không nói gì, Diệp Khuynh Thành dùng ánh mắt đầy lửa giận mà mảng Hùng Nhật Huy một câu. Đôi mắt tràn ngập một màn sương lạnh. Sao giám đốc Diệp lại đi nói mấy lời như thế chứ? Hùng Nhật Huy không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại anh ta cười tươi roi rói nhìn Diệp Khuynh Thành, trong lòng còn không ngừng cảm thán, đúng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, dù bây giờ cô ăn mặc và trang điểm tùy tiện cũng không tài nào dìm nổi nhan sắc chấn động này. Một người con gái như vậy mà có thể ném lên trên giường, sau đó lột đồ xé áo, vậy mới là đỉnh cao của cuộc sống. Nhìn cái ánh mắt đầy dâm đãng của Hùng Nhật Huy khiến Diệp Khuynh Thành cực kỳ tởm lợm. Hàng lông mày liễu của cô khẽ cong lên. Ý của tôi là gì, chẳng lẽ trong lòng anh không hiểu rõ hay sao? Dùng thủ đoạn bẩn thỉu lấy cắp phương pháp điều chế của người ta, sao lại có người làm chuyện vô liêm sỉ đến cỡ này? Lời này của giám đốc Diệp oan cho tôi quái. Hùng Nhật Huy bắt đầu miệng lưỡi lắt léo mà nói. Tôi chỉ là lo một cô gái yếu đuối như cô phải làm việc quá độ mà mệt thân nên mới chủ động thay cô gánh áp lực đó thôi, cô phải khen tôi là người biết quan tâm mới đúng chứ sao lại bảo tôi vô sỉ.
đồ vô sỉ, loại mặt dày. Ha ha, giám đốc Diệp không những có dáng người xinh đẹp, mà lúc tức lên chửi người cũng đáng yêu đến vậy, thật khiến tôi không nhịn nổi mà muốn uống với cô một ly mà. Ai thèm uống rượu với loại mặt dày như anh chứ? Diệp Khuynh Thành như muốn phát điên đến nơi, tên này rốt cuộc là tên khỉ gì vậy chứ, da mặt gì mà dày đến vậy cơ chứ? Cô đã mang đến vậy rồi mà Hùng Nhật Huy vẫn nhởn nhơ như không, cô mảng mỏ cỡ nào cũng như đàn gảy tai trâu vậy. Đúng là tên biến thái. Đúng lúc đó, Lục Vân mới mở miệng nói. Hùng Nhật Huy, tôi thấy anh cười tươi đến chắc tâm trạng hiện giờ khá tốt đấy nhỉ. Lục Vân mở miệng nói chuyện lập tức khiến Hùng Nhật Huy nhìn lại, vào khoảnh khắc quay đầu, trong mắt anh ta hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Bởi vì vừa rồi Lục Vân gọi thẳng tên của anh ta là Hùng Nhật Huy. Diệp Khuynh Thành cũng gọi anh ta như vậy, nhưng Hùng Nhật Huy lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn nghĩ cô gái tên Diệp Khuynh Thành này thực đáng yêu. Diệp Khuynh Thành càng mắng thì anh ta càng cảm thấy hưng phấn. Không sai, giống như Diệp Khuynh Thành đã suy đoán, Hùng Nhật Huy có tâm lý biến thái, mỗi lần có cô gái xinh đẹp nào mắng chửi thì anh ta sẽ phấn khởi, càng xinh đẹp thì càng phấn khởi. Nhưng đàn ông thì không được, vừa rồi anh ta nghe thấy. Lục Vân gọi thẳng tên mình thì trong lòng lập tức khó chịu, không khỏi cười lạnh và nói, Lệ Nhan do tập đoàn Hàn Mỹ sản xuất đang hút hàng, đương nhiên tâm tình của tôi rất tốt, còn cần anh nói à? Lục Vân suy nghĩ một lát, sau đó nói, tôi cũng hy vọng anh có thể cười mãi như vậy, nhưng rất đáng tiếc, 3 ngày sau chính là ngày Khuynh Thế Dung Nhan, được tung ra thị trường, tôi cảm thấy có lẽ anh cười không được bao lâu. Hùng Nhật Huy lập tức lộ ra vẻ mặt quái lạ. Diệp Khuynh Thành cũng sửng sốt, sau đó kéo Lục Vân qua một bên và nói, Tiểu Lục Vân, em đang nói cái gì vậy? Sao chị không biết chuyện 3 ngày sau Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường? Lục Vân cười nói, em vừa quyết định. Diệp Khuynh Thành lập tức không biết nói gì, nhéo hắn một cái rồi nói, em có biết một sản phẩm mới trước khi đưa ra thị trường cần tiến hành quảng cáo tuyên truyền trước không? Em quyết định đột ngột như vậy căn bản không đủ thời gian để chúng ta tuyên truyền. Buổi đấu giá từ thiện trước đó chính là tuyên truyền tốt nhất đối với Khuynh Thế Dung Nhan, nếu không có tập đoàn Hàn Mỹ quấy nhiễu thì sản phẩm này thật sự có thể đưa ra thị trường ngay, bởi vì đã đạt tới hiệu quả tuyên truyền. Nhưng tập đoàn Hàn Mỹ lại giành tung Lệ Nhan ra trước, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Khi hiệu quả của hai sản phẩm tương đương nhau thì đương nhiên phải hất tay trên trước, hiện giờ thị trường mỹ phẩm dưỡng da gần như đã bị tập đoàn Hàn Mỹ chiếm lĩnh, đâu còn đường để Khuynh Thế Dung Nhan sinh tồn. Trừ phi chủ động hạ thấp giá bán, khai thác thị trường cấp thấp. Nhưng như vậy là bán lỗ, trong thời gian ngắn căn bản không thể chống lại tập đoàn Hàn Mỹ. Cho nên vừa rồi Lục Vân nói Hùng Nhật Huy sẽ sắp cười không nổi, người trong ngành cảm thấy câu nói này cứ như một trò cười lố bịch. Diệp Khuynh Thành nhấn chán mà nói, Tiểu Lục Vân, em nghĩ thương trường quá đơn giản. Diệp Khuynh Thành nói nhiều như vậy, nhưng Lục Vân lại không nghe vào chút nào, chỉ nói, chị Khuynh Thành. Em có tự tin về sản phẩm của chúng ta? Cái này không phải vấn đề tin hay không tin. Diệp Khuynh Thành còn muốn nói cái gì? Lục Vân đã đi tới trước mặt Hùng Nhật Huy, nói, không bằng chúng ta đánh cược đi, chờ sau khi Khuynh Thế Dung Nhan, được tung ra thị trường, tôi cảm thấy có thể nghiền nát Lệ Nhan của công ty các người, có dám cược không? Hùng Nhật Huy càng cảm thấy thằng danh trước mắt điên rồi, cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn nói tiền đặt cược là cái gì? Nếu anh thua thì mở cuộc họp báo, công bố làm sao anh có được công thức của mặt nạ cho mọi người, hơn nữa xin lỗi tập đoàn Khuynh Thành. Hùng Nhật Huy cười châm sốc, nói, nhưng nếu anh thua thì sao? Tùy anh xử trí. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh, không bằng như vậy đi, nếu anh thua thì bảo chị mình lại đây ở với tôi một đêm. Hùng Nhật Huy lại nhìn không được liếc nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, nước miếng sắp chảy ra. Ánh mắt Lục Vân hơi lạnh đi. Nói, tôi không có khả năng dùng chị mình làm tiền đặt cược. Vậy không cần phải cược, anh sợ, cái gì? Tôi nói anh không dám đánh cược là sợ sau khi sản phẩm của chúng tôi được tung ra thị trường, sẽ tạo thành đả kích lớn cho tập đoàn Hàn Mỹ các người. Lục Vân lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Hùng Nhật Huy sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười nhạo và ni ôi không biết cọng dây thần kinh nào của thằng nhãi nhép như anh bị chập, nhưng nếu anh muốn tự rước lấy nhục thì tôi sẽ cược với anh một lần. Nếu anh thua thì không mặc quần áo chạy vòng quanh cao ốc tập đoàn Hàn Mỹ một vòng, hơn nữa phải livestream cả quá trình đó. Không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi tiệc rượu riêng của Hùng Nhật Huy, Diệp
Khuynh Thành lạnh mặt mà đi nhanh. Lục Vân đi theo phía sau cô, cười khổ và nói, chị Khuynh Thành, chị đi nhanh như vậy làm gì, có phải giận em không? Diệp Khuynh Thành không phản ứng đến hẳn. Lục Vân tiếp tục cười khổ và nói, chị phải tin em thật sự không phải đang càn quấy, em sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Diệp Khuynh Thành vẫn không đoái hoài đến hắn. Lục Vân nói, chị, hôm nay chị mặc bộ đồ này thật là đẹp mắt, rất hợp với khí chất, còn cái quần này cũng vậy, đã tôn đôi chân thon dài thẳng tắp hoàn mỹ của chị lên. Rốt cuộc Diệp Khuynh Thành cũng không thể nhịn được mà xoay người đi trở về, duỗi tay muốn nhéo Lục Vân, thở phì phì mà nói, vì sao em lại muốn đánh cược nhàm chán như vậy với Hùng Nhật Huy, không biết vụ này nhất định sẽ thua sao? Lục Vân vội vàng bảo vệ lỗ tai mình, nói chị, sao chị lại không tin em như vậy? Vậy em nói xem, phần thắng của em ở đâu? Được rồi, nếu chị đã hỏi thì em cũng nói thật cho chị biết. Lục Vân đột nhiên hạ giọng, tiến đến bên tai Diệp Khuynh Thành mà nói, thật ra công thức mà Hùng Nhật Huy lấy được là giả. Giả, Diệp Khuynh Thành lập tức trừng to mắt, nhưng ngay sau đó lại khó hiểu hỏi, nếu công thức là giả, vậy vì sao Lệ Nhan lại được hoan nghênh như vậy, gần như đã chiếm lĩnh cả thị trường mặt nạ tỉnh thành. Hơn nữa rõ ràng chị thấy hiệu quả của nó cũng rất tốt. Đó đều là ảo giác, chỉ cần qua thêm mấy ngày thì tác hại của Lệ Nhan sẽ hoàn toàn lộ ra. Lục Vân cười nói. Thật sự là như vậy. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ mà, nhìn chằm chằm hắn. Lục Vân bảo đảm, đương nhiên, chị yêu của em ơi, có bao giờ em lừa gạt chị đâu, chị cứ việc yên tâm. Diệp Khuynh Thành nửa tin nửa ngờ. 3 ngày sau, khi Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường thì quả nhiên không làm dâng lên chút gợn sóng nào. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Hàn Mỹ, tâm tình của Hùng Nhật Huy rất tốt, lập tức gọi nữ thư ký tới khảo sát công việc hàng ngày một lượt. 10 phút sau, nữ thư ký rời đi, nhưng cô ta rời khỏi không bao lâu thì trưởng phòng marketing bỗng gõ cửa đi đến, đặt một chồng hồ sơ lên bàn làm việc lộn xộn của Hùng Nhật Huy. Hùng Tổng, hình như sản phẩm mới của chúng ta xảy ra chút vấn đề, đây đều là hồ sơ khiếu nại. Hùng Nhật Huy nhíu mày mà hỏi, nhiều như vậy. Trưởng phòng marketing muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn báo cáo đúng sự thật, thật ra đây chỉ là một phần nhỏ trong đống hồ sơ khiếu nại thôi. Chuyện gì vậy hả? Sắc mặt Hùng Nhật Huy trầm xuống, đột nhiên đập vào bàn rồi quát, lập tức gọi Trần Bân đến ngay cho tôi. Trần Bân chính là trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Hàn Mỹ, cũng là tên đàn ông đeo mắt kính bị Lục Vân đánh ở kho hàng bỏ đi lúc trước. Công thức của Lệ Nhan là do anh ta giao ra. Rất nhanh, Hùng Nhật Huy đã nhận được tin là Trần Bân đã chạy trốn, lập tức tức giận đến chửi ầm lên, con mẹ nó Trần Bân. Dám cấu kết với tập đoàn Khuynh Thành hại ông mày, lập tức phái người đi tìm được thằng chó đó thì đánh gãy chân hắn. Sao anh ta còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy ngày hôm trước Lục Vân dám tự tin mà đánh cược với mình ở tiệc rượu, thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lục Vân. Cái địch, Hùng Nhật Huy tức đến suýt đập nát cả văn phòng. Nhưng mặc kệ anh ta giận đến mức nào, chất lượng sản phẩm xảy ra vấn đề thì danh dự của tập đoàn Hàn Mỹ sẽ giảm mạnh. Thậm chí mỗi ngày đều có không ít người bị hại chắn phía dưới cao ốc văn phòng của tập đoàn Hàn Mỹ, muốn nghe Hùng Nhật Huy giải thích rõ ràng. Mấy ngày nay Hùng Nhật Huy đều phải lén lút ra vào công ty. Cùng lúc đó, một bộ phận quý cô quý bà trong giới nhà giàu đột nhiên phát hiện, không biết khi nào Khuynh Thế Dung Nhan đã được tung ra thị trường, lúc trước loại mặt nạ này được tặng ra 1.000 cái hàng mẫu, đến bây giờ vẫn không xuất hiện vấn đề chất lượng gì. Cho nên bọn họ không lo sản phẩm này sẽ xuất hiện vô số vấn đề sau khi ra mắt một tuần giống như Lệ Nhan. Mà một ít người Lệ Nhan, hại thì ôm tâm lý thử một lần mà mua sắm Khuynh Thế Dung Nhan, kết quả sửng sốt phát hiện những vấn đề xấu mà Lệ Nhan gây ra cho họ đều được loại mặt nạ thần cấp này giải quyết một cách hoàn mỹ. Tin này vừa truyền ra, lượng tiêu thụ của Khuynh Thế Dung Nhan lập tức bùng nổ. Hùng Nhật Huy nổi trận lôi đình, anh ta phái người đi ra ngoài bắt Trần Bân. Kết quả không tìm thấy sợi lông nào, Trần Bân đã sớm dẫn cả nhà rời khỏi tỉnh Giang Nam. Lúc này, di động của Hùng Nhật Huy đột nhiên reo lên. Vừa bắt nghe tiếng nói truyền ra trong đó lập tức khiến thì anh ta càng điên tiết. Hùng Tổng, còn nhớ vụ cá cược trước đó của chúng ta không? Giờ anh thua rồi, có phải nên thực hiện lời hứa, mở cuộc họp báo xin lỗi không? Cú điện thoại này là Lục Vân gọi tới. Hùng Nhật Huy măng, thằng nhãi họ Lục, coi như mày, ngon. Hùng Nhật Huy này sẽ ghi tạc món nợ này trong lòng, sớm muộn gì cũng có ngày ông mày trả lại gấp bội,
mày chờ đi. Lục Vân nói, chả hay không là chuyện sau này, giờ tôi hỏi anh khi nào mở cuộc họp báo. Mở con mẹ mày, Hùng Nhật Huy hùng hùng hổ hổ mà cắt điện thoại. Lục Vân lại than nhẹ một tiếng, cho cơ hội mà anh lại không muốn. Hiển nhiên Hùng Nhật Huy không tính thực hiện lời hứa, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Lục Vân, nhưng Hùng Nhật Huy bỏ lỡ cơ hội lần này thì về sau không dễ nói chuyện như vậy. Trong mắt Lục Vân hiện lên một tia sắc lạnh, đột nhiên, Ngoa Tương Đương Diệp Khuynh Thành chạy tới từ phía sau sofa mà ôm cổ Lục Vân, cầm lòng không đậu hôn lên má hắn một cái, tiểu Lục Vân quá tuyệt vời, trận đánh này quá xinh đẹp. Diệp Khuynh Thành vui vẻ như một đứa trẻ, vốn dĩ cô còn tưởng rằng đây là một ván cờ nhất định phải thua, không ngờ. Lục Vân lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Trải qua một đợt hành động của tập đoàn Hàn Mỹ, hiện tại những người bị lệ nhan, hại sôi nổi sử dụng khuynh thế dung nhan, để cải thiện tác dụng xấu trên mặt các cô, cứ như tập đoàn Hàn Mỹ mở ra thị trường, kết quả lại như mở đường cho tập đoàn Khuynh Thành phát triển, biến mỹ phẩm dưỡng da trở thành nhu yếu phẩm. Đương nhiên Diệp Khuynh Thành vui vẻ. Trong lòng Lục Vân ấm áp, nhưng vẫn sụ mặt mà ni chị vui thì vui, nhưng lần sau lúc hôn em có thể nói trước một tiếng không, em cũng có tôn nghiêm. Gì, em nói tôn nghiêm gì? Diệp Khuynh Thành theo thói quen mà nhéo lỗ tai Lục Vân, cười lạnh và nói, giờ em nghiêm túc trả lời chị xem, chị có thể hôn mặt em hay không? Được được. Lỗ tai Lục Vân đau nhói, vội vàng trả lời. Sau đó ngã xuống sofa rồi bày ra tư thế mặc người sâu xé. Đến đây đi, em không cần tôn nghiêm. Ban đêm tối như mực. Bên ngoài biệt thự tư nhân sang trọng, một bóng người như ma đang trèo qua tường, cuối cùng nhảy vào từ ban công lầu 2. Lục Vân thở dài, đường đường là một Vân Thiên Thần Quân, lại có một ngày lại làm chuyện lén lút như vậy. Nếu bị lộ ra ngoài, sợ rằng mọi người sẽ chê cười chết mất. Thừa dịp biệt thự không có ai. Lục Vân đi vào phòng ngủ, thành công trong việc tìm thấy két sắt. Cậy mở, lấy đồ vật bên trong đi. Ngày hôm sau, Hùng Nhật Huy bất ngờ bị các cơ quan liên quan bắt đi để điều tra, với lý do ai đó đã tìm ra tài khoản đen của anh ta, trong đó ghi lại chi tiết tất cả các giao dịch tiền bẩn của anh A trong những năm gần đây, một số nhân vật cấp cao trong tổ chức cũng có dính líu đến. Hùng Nhật Huy giật mình, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Đáng lẽ tối qua anh ta không nên qua đêm ở nhà thư ký, thậm chí còn không hay không biết két sắt đã bị người khác cậy mở. Diệp gia, vợ chồng Diệp Hướng Vinh đang ăn trưa thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, mở cửa ra thì thấy Âu Dương Minh Hạo. Khương Lam niềm nở chào hỏi, thì ra là Minh Hạo tới, mau vào trong đi, vừa đúng lúc bác đang ăn cơm, con có muốn cùng ăn không? Cảm ơn bác gái, con đã ăn rồi. Âu Dương Minh Hạo vào nhà. Mang hoa quả và rượu đắt tiền đặt lên bàn trà, ánh mắt anh ta hướng về phía bốn phía mà nhìn một vòng, nghi ngờ hỏi, bác gái, em Khuynh Thành có ở nhà không ạ? Lần này anh ta đến đây gặp Diệp Khuynh Thành để cảm ơn. Theo đuổi một cô gái cần có miệt mài và kiên trì, khi nào Diệp Khuynh Thành mới cảm động trước sự chân thành của anh ta đây? Đương nhiên Khương Lam hiểu ý của anh ta, biểu cảm lập tức có chút mất tự nhiên. Diệp Hướng Vinh ngượng ngùng cười giải thích, ha ha, cái kia. Khuynh Thành trở về Giang Thành sống rồi, nhưng con bé vẫn thường xuyên tới nơi này thăm hai bác. Ông ta cũng không nói gì thêm, số lần vợ chồng Diệp Hướng Vinh đến Giang Thành, còn nhiều hơn Diệp Khuynh Thành đến đây. Âu Dương Minh Hạo cau mày nói, có cùng đi với thằng nhãi họ Lục kia không? Giọng điệu anh ta hiển nhiên rất không vui. Diệp Hướng Vinh muốn nói nhưng lại thôi, hai vợ chồng. Họ nhìn nhau, cuối cùng quyết định để Khương Lam giải thích tình hình. Minh Hạo. Có lẽ con cũng nên hiểu tâm tư của Khuynh Thành, con bé chỉ quan tâm đến Lục Vân, hai bác cũng không thể thuyết phục con bé, cho nên chúng ta sẽ không can thiệp vào chuyện của người trẻ tuổi. Khương Lam lựa lời nói khéo. Nhưng Âu Dương Minh Hạo cũng là một người thông minh, lập tức hiểu ý nghĩa trong lời nói của Khương Lam, rõ ràng là có ý ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa Lục Vân và Diệp Khuynh Thành. Chết tiệt, đang đùa giỡn với ông đây sao? Âu Dương Minh Hạo nguyền rủa trong lòng. Lúc đầu là bà nói giới thiệu Diệp Khuynh Thành cho tôi, bây giờ lại nói không muốn xen vào, đây rõ ràng là đang đùa tôi mà. Khuôn mặt của Âu Dương Minh Hạo trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta đã yêu Diệp Khuynh Thành rồi, nói chính xác là, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần như Diệp Khuynh Thành làm sao có thể kiểm soát bản thân, dù sao thì phần lớn họ đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Dù mang danh là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nói trắng ra chỉ là vừa gặp đã nảy sinh lòng ham muốn. Cho nên, làm sao Âu Dương Minh Hạo có thể đồng ý từ bỏ vào lúc này chứ? Âu Dương Minh Hạo cố nén lửa giận trong người, đứng dậy nói, hai bác cứ từ từ ăn, cháu xin phép đi trước. Nói xong liền rời khỏi Diệp gia. Diệp Hướng Vinh thở dài nói, bà xem, đều là làm việc tốt của bà, nếu không phải bà nói giới thiệu Khuynh Thành cho. Âu Dương Minh Hạo, làm sao lại phiền toái như thế này chứ? Hai, bây giờ bà đã biết lỗi của bà chưa? Khương Lam nhìn chằm chằm Diệp Hướng Vinh và nói, không phải ông cũng đồng ý với những gì tôi đã làm khi đó sao? Nếu có trách thì trách hai chúng ta đều nhìn lầm, ai mà ngờ Lục Vân lại ưu tú đến vậy chứ? Lục Vân nhận được tin tức rằng chị Tư sẽ trở về sau vài ngày nữa. Lục Vân đã ngưỡng mộ chị gái thứ tư Ô Yêu Vương từ lâu, chỉ biết tên mà không chưa bao giờ được gặp trực tiếp, khi có cơ hội, hắn nhất định sẽ tìm cô ấy so tài vài chiêu. Diệp Khuynh Thành đề nghị, lần này Vương Băng Ngưng quay về chỉ để gặp em, chị không nghĩ là em ấy sẽ ở lại vài ngày, đến lúc đó em ra sân bay đón em ấy nhé. Không thành vấn đề, Lục Vân gật đầu đồng ý. Lát nữa chị sẽ dẫn em đi trung tâm thương mại mua quần áo đàng hoàng. Không cần đâu, em nghĩ quần áo hiện tại của mình cũng đủ rồi. Ngoan! Diệp Khuynh Thành nhướng mày, thể hiện một chút uy nghiêm phải có của một người chị, sau đó lại lách lách cánh tay của Lục Vân, nói em cứ coi như cùng người khác đi dạo phố đi. Em trở về lâu như vậy rồi vẫn chưa đi mua sắm lần nào. Không sợ chị cả thể hiện uy nghiêm, mà chỉ sợ chị cả làm núng. Giọng nói mềm mại gần như làm tan chảy trái tim của Lục Vân. Hai người cuối cùng cũng đi đến quảng trường Thiên Đạt, khu phố thời trang. Lúc Lục Vân thử một bộ Âu phục, cả người hắn liền phát khí chất nổi bật. Kỳ thật thì Lục Vân không thích mặc Âu phục cho lắm, nhưng Diệp Khuynh Thành nói cô muốn nhìn thấy hắn mặc chúng, mà Diệp Khuynh Thành lại làm nữ, làm sao Lục Vân có thể làm gì khác đây? Trước đây Khuynh Thành là một người lạnh lùng, bây giờ cũng bắt đầu làm nũng trông như một cô bé. Làm sao hẳn có thể không chiều chuộng cô được chứ? Cho nên, hắn chỉ đành phải thay một bộ Âu phục màu trắng. Dáng người thẳng, phong độ, đó là khí chất của một quý ông thật thụ. Đặc biệt là lúc Lục Vân nhìn về phía này, nụ cười nghịch ngợm trên khóe miệng, khiến người ta cảm thấy tràn đầy mị lực. Tim Diệp Khuynh Thành không khỏi đập nhanh hơn. Nếu như sau này trong hôn lễ, tiểu Lục Vân mặc bộ lễ phục này, sau đó cô cũng khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng. Tay trong tay đi lên sảnh đường. Ai nha, Diệp Khuynh Thành, mày nghĩ cái gì vậy, ha là em trai của mày đó. Diệp Khuynh Thành vội vàng vỗ vỗ đầu của mình, đánh tan những suy nghĩ lung tung. Tất cả là do mẹ cô gần đây luôn gọi tiểu Lục Vân là con rể tốt, làm cô cảm thấy như thể chuyện đó là thật, thiếu chút nữa cô cho rằng mình là bạn gái của tiểu Lục Vân luôn rồi. Trong lòng Diệp Khuynh Thành đầy ảo não, người đẹp, bạn trai của cô thật đẹp trai. Lại có khí chất đến như vậy, hai người thật sự là một cặp đôi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nữ nhân viên bán hàng khen ngợi. Diệp Khuynh Thành vừa mới thoát khỏi suy nghĩ lung tung, lại nghe được lời nói của cô bán hàng, tâm tư như bị vạch trần, vội vàng giải thích hắn chỉ là. Em trai tôi. Em trai của cô. Nữ nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, nói thấy hai người ngọt ngào như vậy, tôi còn tưởng hai người là một đôi, thật xin lỗi. Hi hi, cái kia, người đẹp. Nếu là em trai cô, có thể cho tôi thông tin liên lạc của ha được không? Nữ nhân viên bán hàng đột nhiên chớp chớp mắt, hiển nhiên là rất thích Lục Vân. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành trở nên lạnh lùng, ngay lập tức, cô giống như một con hổ cái đang bảo vệ bê con, cô nói một cách dứt khoát, không. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ từ quảng trường Thiên Đạt đi ra. Lúc trở về biệt thự lại gặp phải một vị khách không mời mà đến, đang đứng tại cửa ra vào sân của biệt thự. Ngó nhìn xung quanh, bên cạnh còn đậu một chiếc xe và hai gã vệ sĩ canh giữ. Hùng Nhật Huy. Anh ta vẫn chưa bị bắt đi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành có chút biến hóa, nói, Hùng Nhật Huy, anh tới đây làm gì? Đương nhiên là tôi nhớ Diệp đại mỹ nữ cho nên cố ý sang đây thăm cô một cái đó nha. Hùng Nhật Huy trông thấy hai người, lập tức cười ha hả hiên ngang tiến đến, đáp. Theo trên mặt anh ta. Không nhìn ra chút phẫn nộ nào như lúc Lệ Nhan xuất hiện vấn đề chất lượng mấy ngày trước. Đúng là một tên khẩu Phật tâm xà. Dù trong lòng có phẫn nộ hơn nữa thì lúc nào đối mặt với người khác cũng là bộ mặt tươi cười ha hả như cũ, rõ ràng là một loại người đáng gờm.
Nếu như không phải ngày đó Lục Vân gọi điện thoại cho anh ta, còn nghe được âm thanh Hùng Nhật Huy hổn hển mắng to, thì Lục Vân đã tưởng anh ta vĩnh viễn không biết tức giận là gì. Hùng Nhật Huy cũng không dây dưa với Diệp Khuynh Thành quá lâu, lát sau lại cười cười đi về hướng Lục Vân, nhưng mà nụ cười trên mặt anh ta không phải một nụ cười chân thành gì, càng nhìn càng giống vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, trông đáng ghét hơn cả lúc mặt anh ta không cảm xúc. Tao đã biết chuyện kia là do mày làm. Hùng Nhật Huy đi thẳng vào vấn đề, chuyện nói đến tất nhiên là chuyện két sắt nhà anh ta bị cậy ra, lấy cắp mất tài khoản đen giấu trong đó. Lục Vân cũng không phủ nhận, hỏi, tao cũng rất tò mò, làm sao mày ra được thế? Ha ha! Hùng Nhật Huy nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn Lục Vân, nói, sức mạnh của Hùng gia mạnh mẽ hơn mày tưởng rất nhiều, hơn nữa giữa thế đạo này, chỉ cần có tiền. Làm người chết sống lại cũng không phải chuyện gì quá khó, có phải rất ngạc nhiên hay không? Lục Vân im lặng. Hùng Nhật Huy đột nhiên hạ giọng nói thật, tao đã thèm muốn thân thể của Diệp Khuynh Thành thì sớm muộn cũng có một ngày tao sẽ đưa được cô ta lên tới giường, làm đến mức cô ta kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Còn chuyện phương thuốc điều chế mặt nạ kia, tao đã ghi tạc trong lòng, tên nhãi như mày sớm muộn gì cũng biết được sự trả thù của Hùng gia bọn tao đáng sợ cỡ nào. Hùng Nhật Huy nói xong, lại dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá Diệp Khuynh Thành vài lần, sau đó quét mắt nhìn khắp biệt thự một vòng, cười to nói, ha ha, phong thủy của căn biệt thự này không tệ đâu, nhưng không biết có thể đề phòng hỏa hoạn không. Hùng Nhật Huy cười lớn lên xe rời khỏi. Diệp Khuynh Thành vô cùng tức giận, nói, tên Hùng Nhật Huy này, thật sự là quá kiêu ngạo, tại sao loại người như tên này vẫn chưa bị luật pháp chế tài chứ? Thật sự là tức chết người ta mài. Lục Vân lắc đầu. Không nói gì. Nhưng trong mắt hắn đã lóe lên một luồng sáng lạnh. Người đã tới tận cửa uy hiếp rồi, còn có thể nhịn nữa sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên không lâu sau, Lục Vân tìm cớ rời khỏi biệt thự, cưỡi lên chiếc xe đạp của mình, đuổi theo hướng Hùng Nhật Huy rời đi. Lúc này Hùng Nhật Huy đang ngồi trên xe hút xì gà, đột nhiên xe phanh gấp một cái, khẩu Phật tâm xà lập tức biến thành lão hổ gào thét, nổi giận mảng con mẹ nó, mày không biết lái xe à? Có biết nhìn đường hay không hả? Không phải, ông chủ, ngài xem phía trước. Tài xế chỉ tay về phía trước, chỉ thấy trước mặt có một thanh niên đang cưỡi xe đạp, vượt lên chặn ngay giữa đứng. Hừ, thì ra là tên nhãi này, đâm chết nó đi. Hùng Nhật Huy liếc mắt nhìn lên một cái, nhận ra người đang chặn xe của bọn chúng là Lục Vân vừa mới gặp mặt thì lập tức cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ anh ta còn định chậm chút nữa hãy tìm Lục Vân tính sổ. Nhưng không ngờ đối phương lại không đợi được nữa, chạy tới tìm đường chết, đương nhiên, Hùng Nhật Huy không thể phụ phần tâm ý này của Lục Vân rồi. Bù! Sau khi tài xế nhận lệnh, lập tức đạp mạnh chân ga, chuẩn bị tăng tốc lao về phía trước. Nhưng mà hẳn ta không ngờ được, người thanh niên kia chẳng những không né tránh, mà ngược lại còn chủ động đạp. Xe lao về bên này. Chẳng lẽ tên này thật sự muốn tìm đường chết? Tài xế không nghĩ nhiều. Hẳn ta chỉ cần làm theo mệnh lệnh của ông chủ là được rồi. Tiếp tục tăng tốc. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần. Cuối cùng. Mãnh liệt đâm vào nhau. Chết rồi à. Hùng Nhật Huy bật thốt lên. Thế nhưng chỉ một giây sau, anh ta hoảng sợ mở to hai mắt. Chỉ thấy trên tấm kính xe của anh ta đã bị một bánh của chiếc xe đạp kia xuyên thẳng vào. Toàn bộ chiếc xe đạp đậu trên nắp máy xe ô tô. Quái lạ là... Xe đạp bị va chạm dữ dội như vậy nhưng vẫn không biến dạng. Còn bóng dáng của Lục Vân thì đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Hùng Nhật Huy nhíu mày, nói với hai gã vệ sĩ, đi xuống xem một chút xem chuyện gì xảy ra. Hai gã vệ sĩ xuống xe, ngay sau đó chỉ nghe thấy bang bang hai tiếng trầm vang, thân thể hai gã đó dán lên cửa sổ xe rồi trượt xuống. Từ lúc xuống xe đến lúc chúng té xỉu còn chưa đến 3 giây đồng hồ. Hùng Nhật Huy sinh lòng bất an, đúng lúc này, trần xe rồi đột nhiên vang lên một tiếng ầm động trời, Hùng Nhật Huy sợ hãi kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, trừng mắt cố gắng nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy ngay chỗ đỉnh đầu của anh ta, thình lình xuất hiện một vật thể đang đập mạnh từ ngoài vào, nhìn kỹ sẽ phát hiện vết lõm nó để lại có hình dạng của một nắm đấm, có thể nhìn thấy rõ hình dạng của bốn ngón tay. Một đấm làm lúng cả nóc xe. Đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Hùng Nhật Huy chưa tỉnh hồn, đỉnh đầu lại là truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lại một vết lõm nữa xuất hiện trên nóc xe, vẫn là hình dạng năm đấm. Cái này,
mẹ nó ai còn dám tiếp tục ngồi trên xe chứ? Hùng Nhật Huy vội vàng nhào xuống xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được Lục Vân đang khoan thai ngồi trên nóc xe ô tô của mình, thấy anh ta đi ra, vẻ mặt hắn lập tức trở nên trêu tức vô cùng. Hùng Nhật Huy cả kinh nói, mày rốt cuộc là cái quái gì vậy hả? Lục Vân nhếch miệng cười cười, mặc kệ tao là cái gì, hiện tại tao đang muốn hỏi mày, rốt cuộc là ai đang tự tìm đường chết? Hùng Nhật Huy kinh hãi biến sắc, rốt cuộc cũng biết được người thanh niên trước mắt này là một tồn tại đáng sợ cỡ nào, nhưng mà ngay lúc anh ta cho rằng Lục Vân muốn giết mình, lại nghe Lục Vân nhàn nhạt nói, tối hôm nay, tao sẽ tự mình đi đến Hùng gia một chuyến, tao sẽ lấy đi đôi chân của mày trước mặt tất cả mọi người Hùng gia bọn mày, nghe rõ ràng chưa? Nói xong hẳn liền nhảy khỏi nóc xe, lên xe đạp rời khỏi. Cứ vậy mà đi rồi. Hùng Nhật Huy sững sờ. Đương nhiên anh ta không thể nào biết được suy nghĩ của Lục Vân, từ trước đến nay Lục Vân không hề thích hậu quả phiền phức, nếu như Hùng gia có thể đưa Hùng Nhật Huy ra khỏi các cơ quan liên quan đến vụ này, quả thật cũng có chút năng lực. Đã đến lúc hẳn phải diệt cỏ tận gốc rồi. Tỉnh Giang Nam. Tất cả mọi người trong Hùng gia đều tới, ngay cả Triệu Lôi và Hùng Thái Liên cũng có mặt. Bởi vì họ nghe nói xe của Hùng Nhật Huy bị đập phá và phía bên kia còn đe dọa sẽ diệt Hùng gia vào tối nay nên tất cả người trong Hùng gia đều vội vã trở về nhà chính. Để xem đó là ai mà có gan lớn đến thế. Sau khi nghe con trai mình nói xong, ông cụ Hùng vô cùng tức giận nói, thằng nhóc này thật kiêu ngạo, để ba xem hôm nay nó chặt chân của con trước mặt Hùng gia bằng cách nào. Hùng Nhật Huy nói, ba, xét từ lực thằng nhóc đó đập vào. Nóc xe thì chắc hẳn nó là một võ sư. Chúng ta có nên nhờ chú Thuần hỗ trợ không? Hùng Phó lắc đầu nói, để đưa con ra ngoài, chú ấy đã giúp đỡ rất nhiều rồi nên ba cũng ngại làm phiền chú ấy. Con hãy đi gặp Mã Tam gia đi, tên đó rất hám lợi. Chỉ cần đưa cho ông ta một số tiền và yêu cầu ông ta đến đây bảo vệ là được. Hùng Nhật Huy do dự một lúc rồi nói, nhưng con nghe. Nói hình như một tay của ông ta bị chặt rồi. Hửm. Hùng Phó hừ lạnh một tiếng, chỉ cần thực lực của Mã Tam gia còn đó thì mất đi một cánh tay đã làm sao? Vừa rồi con nói thằng nhóc đó mới chỉ ngoài 20 thì có thể mạnh đến mức nào? Con cứ mời Mã Tam gia đến đây là được rồi. Vâng. Hùng Nhật Huy gật đầu, anh ta lập tức lên đường đi tìm Mã Tam gia. Trong lòng anh ta còn thầm chế nhạo Lục Vân, để xem mày chặt chân tay tao như thế nào. Trong số các thành viên của Hùng gia, Triệu Lôi nhìn Hùng Thái Liên ở bên cạnh và hỏi, vợ, bọn họ đang nói về ai vậy, sao họ lại la lối om sòm như vậy? Hùng Thái Liên lắc đầu nói, em không biết, đợi đến tối rồi sẽ biết ngay thôi. Khi màn đêm buông xuống, tất cả người của Hùng gia đều im lặng chờ đợi nhưng đến tận 8 giờ tối vẫn không thấy ai đến. Sắc mặt của Hùng Nhật Huy tối sầm lại, anh ta nói, chẳng lẽ thằng nhóc kia lừa gạt, nó cố ý nói vậy để dọa tôi. Sau khi nghe xong điều này, mọi người đều cảm thấy rất có khả năng là vậy. Nếu không tại sao người đó không chặt chân Hùng Nhật Huy vào ban ngày mà lại phải đợi tối? Hắn cũng nói rằng sẽ chặt chân Hùng Nhật Huy trước mặt mọi người trong Hùng. Ra, như vậy có khác nào tự đưa mình vào trong? Mọi người trong Hùng ra đều cho rằng có lẽ Hùng Nhật Huy đã bị lừa. Mã Tam gia vô cảm nói, bất kể người mà cậu nói đến có đến đây vào tối nay hay không thì phần tiền mà cậu đưa sẽ không được hoàn lại. Hơn nữa, tôi chỉ có thể đợi lâu nhất tới 9 giờ thôi. Mặc dù ông ta đã bị gãy một tay nhưng uy nghiêm của một võ giả vẫn còn đó nên mọi người trong Hùng gia không dám phản bác lại một câu. Hùng Nhật Huy thấp giọng chửi rủa, thằng nhãi chết tiệt, rốt cuộc mày đang giở trò gì? Anh ta vừa dứt lời. Đột nhiên, đội trưởng đội bảo an vội vã chạy vào và nói. Có một thanh niên đang đi xe đạp tới đây ạ. Trong mắt của Hùng Nhật Huy hiện lên vẻ hung dữ. Anh ta nói, nhất định là thằng nhãi kia, mau để cậu ta vào đi. Hôm nay tôi nhất định sẽ bắt cậu ta chết tại đây. Sau khi Triệu Lôi và vợ nghe được lời này, trái tim bọn họ đập liên hồ và mơ hồ có một linh cảm. Chẳng lẽ là, Lục Vân? Vào ngày hai người đưa con trai tới chỗ Lục Vân để chữa bệnh, bọn họ đều biết rằng giữa Lục Vân và Hùng Nhật Huy có gì đó nhưng cả hai lại không nói đó là gì. Vì thế khi bọn họ nghe được có một thanh niên đi xe đạp tới đây, người đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến chính là Lục Vân. Triệu Lôi nghển cổ nhìn ra ngoài cổng và khi thấy bóng người ngày càng rõ ràng, linh cảm chẳng lành cuối cùng cũng đã được xác thực. Đó thực sự là Lục Vân.
Vốn dĩ Triệu Lôi có chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Hùng Phó, Hùng Nhật Huy cùng với những người khác trong Hùng gia thì anh ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Một lúc sau, đột nhiên anh ta có một hành động táo bạo. Đây chính là hành động táo bạo nhất kể từ khi anh ta bước chân vào Hùng gia. Chợt thấy Triệu Lôi chạy về phía cổng, anh ta vừa vẫy tay vừa hét lên đầy lo lắng với Lục Vân, "Lục Vân, mau rời khỏi đây đi, bọn họ mời Mã Tam gia tới đây giết cậu đấy." Địa vị của Triệu Lôi trong Hùng gia cực kỳ thấp, đến một lời cũng không thể chen vào được. Có thể nói rằng, anh ta đã lấy hết can đảm để làm việc này. Sắc mặt của Hùng Nhật Huy tối sầm lại, lớn tiếng chửi bới, "Mẹ kiếp, hôm nay thằng rể vô tích sự kia bị làm sao vậy? Tôi thấy có vẻ như nó không muốn ở lại Hùng gia nữa." Trước đây, Hùng Thái Liên lúc nào cũng trách móc Triệu Lôi, nhưng lần này cô ta lựa chọn đứng về phía chồng mình và cầu xin ba Hùng, "Ba, Lục Thần Y thật sự đối xử rất tốt với chúng con. Con xin ba hãy tha cho cậu ấy. Đối xử tốt với con." Ba Hùng cau mày. "Vâng, mọi chuyện là như vậy." Hùng Thái Liên nhanh chóng kể lại câu chuyện Lục Vân đã chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của con trai mình cách đây không lâu. Sau khi nghe xong, Hùng Phó rơi vào trầm tư. Vẻ mặt của Hùng Nhật Huy không còn kiên nhẫn, anh ta nói, "Ba, ba đừng mắc lừa. Vấn đề bây giờ không phải là chúng ta có nên thả thằng nhãi đó đi hay không, mà là thằng nhãi đó ngang nhiên khiêu khích chúng ta." Nghe vậy, Hùng Phó thấy cũng đúng. Đây rõ ràng là do Lục Vân ngang nhiên đi khiêu khích Hùng gia, làm gì có chuyện xin tha mạng cho được. Đúng là lố bịch. Thấy sắc mặt của ba mình thay đổi, Hùng Thái Liên cũng vội đi tới cổng và lo lắng nói, "Lục Thần Y, cậu hãy nghe lời khuyên của chúng tôi, hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Cậu đang tự đưa mình vào chồng đấy." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, trong lòng Lục Vân khá cảm động. Đặc biệt là Triệu Lôi, rõ ràng đã có gia đình riêng nhưng lại sẵn sàng mạo hiểm không nghe lời Hùng gia. Coi như hắn không nhìn sai người. Lục Vân mỉm cười nói, "Không sao, nếu tôi đã quyết định tới đây thì cho dù anh ta có mời ai đến đi chăng nữa, tôi nhất định phải chặt chân của Hùng Nhật Huy." Triệu Lôi lo lắng nói, "Hai, Lục Vân, sao cậu lại cứng đầu như vậy?" Dù hai vợ chồng cố thuyết phục thế nào thì Lục Vân vẫn cố chấp đẩy xe đạp vào trong sân, khiến cho hai vợ chồng dù lo lắng cũng chỉ đành thở dài bất lực. "Lục Vân, làm vậy là không sáng suốt đâu." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.